Rồi chào các bạn nhé. Rồi, xin chào Ngô Quang Trường, chào anh Ngọc. Chào Hùng Duy. Chào Phạm Phạm. Chào Tâm Hồ. Chào anh Linh Nguyễn, chào Trương Dương. Sẽ bị mờ cũng bình thường mà. Rồi chào Thành Quốc. Rồi sao Nhật Đông. Rồi, chào Phạm Tuấn Vũ. Rồi, xin chào Phan Đức Anh.
Vâng, xin tổng chào tất cả các bạn một lần nữa. Vâng, như chương trình lúc đầu tôi nói là hôm nay chúng ta sẽ nói về cái bọn chống cộng cực đoan. Chúng lúc nó lúc nào nó cũng rêu rao rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay coi như là bán nước cho Trung Quốc. Các bạn xem này, như mạng hiện nay đứng rồi, bị đứng rồi. Vâng, bán cho Trung Quốc bây giờ này thì tôi nói cho tất cả các bạn một điều này. Hiện nay các bạn sống ở trong đất nước Việt Nam và những người dân chúng tôi sống ở trong đất nước Việt Nam thấy Việt Nam bán nước cho Trung Quốc ở đâu và ở chỗ nào, đúng không? Nếu mà chúng tôi muốn bán cho Trung Quốc thì năm 1978 và năm 1979. Năm 1978 thì chúng tôi đã không đánh bọn Pol Pot xâm lược ở biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc. Và bọn ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc, chúng tôi đã không có như phải biết hy sinh biết bao nhiêu nhân mạng để mà đánh đuổi bọn Trung Quốc ra 6 tỉnh ở biên giới phía Bắc. Vâng, còn lại thì bên chính quyền Việt, chính quyền gọi là Việt Nam Cộng Hòa hay chính quyền Ngụy Sài Gòn đã làm được cái gì cho đất nước Việt Nam này, cho Tổ quốc Việt Nam này? Thì tức là từ năm 1000 thì coi như là chính quyền Ngụy Sài Gòn thành lập vào năm 1948 thôi, đúng không? Thì là chính quyền Ngụy Sài Gòn đã làm tay sai cho Pháp và sau đó làm tay sai cho Mỹ để mà giày xéo quê hương đất nước. Còn về ví dụ là bây giờ ở đây ai bán nước? Tôi chỉ nói các bạn về về vấn đề nói sơ qua về, về vấn đề biển đảo thôi. Không có cái khả năng mạng thỉnh thoảng hơi chập chờn một chút xíu. Đúng không? Chính các bạn là những người bán biển, bán đảo cho bọn ngoại bang. Bây giờ tôi lấy ra ví dụ. Năm 1956, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã bán phía tây quần đảo Hoàng Sa cho Trung Quốc. Đến năm 1974, bán nốt cái quần đảo Hoàng Sa, là phía nam quần đảo Hoàng Sa Trung Quốc xong. Đúng không? Đến năm 1960, bán 5 cái đảo ở phía tây nam cho Campuchia. Ok, như ông Nghĩa, như ông bạn hiện nay bạn không có camera. Năm 1970, chính quyền Ngụy Sài Gòn tiếp tục bán 5 hòn đảo ở quần đảo Trường Sa cho Philippines, trong đó có đảo Thượng Tứ, Thị Tứ là đảo lớn thứ hai ở quần đảo Trường Sa. Vâng, Diêu Nguyễn, nếu mà bạn ấy, bạn thoát ra đi, bạn vào lại. Bạn có camera tôi sẽ mời bạn lên. Diễn đàn tôi là diễn đàn đặt mở mà. Năm 1956, chỉ vì muốn sự công nhận của Đài Loan cho chính quyền Ngụy Sài Gòn, đảo Ba Bình là cái đảo lớn nhất của quần đảo Trường Sa, thì ai bán cho Đài Loan, đúng không? Lại bán nốt cho Đài Loan. Thì những thì các bạn thấy không, ai là những kẻ bán nước? Năm 1975 thì mình nhận được mình tiếp quản từ Việt Nam Cộng Hòa có 7 đảo và điểm đảo thôi, mà đến năm 2016 hiện nay ở quần đảo Trường Sa mình đã tiếp quản được hiện nay là tất cả là 48 đảo và điểm đảo. Ai là cái kẻ
bán cho ngoại bang. Ai là bản là kẻ mà bán đất bán biển cho bọn ngoại bang. Năm 1988 thì Trung Quốc định chiếm ba chìm. Đấy. Nhưng mà sau đó chúng xin lỗi anh chỉ nói một tí rồi tí thôi. Tức là trong đó sau đó coi như là Việt Nam giữ cái thời điểm ngày đó, Việt Nam giữ lại được một đảo Cô Linh, đúng không? Hai tuần sau Việt Nam chiếm lại của Trung Quốc đảo cái đảo chìm Lên Đao. Tức là Trung Quốc chiếm ba nhưng mà chỉ được một là Gạc Ma thôi, đúng không? Đấy là cái tinh thần giữ đất giữ biển giữ đảo của những của cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy, thì bây giờ tôi hỏi tất cả các bạn, năm 1979 thì Trung Quốc đánh 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Cuộc chiến đấy chính thức ra chỉ xảy ra trong vòng một tháng thôi. Nhưng Trung Quốc muốn chiếm ở một số cái điểm cao ở vùng biên giới Hà Giang, đúng không? Cho nên cuộc chiến này mới xảy ra cỡ khoảng gần 10 năm nữa, từ năm 1979 cho đến cuối năm 1988, đầu năm 1989 thì mới kết thúc. Nếu mà Việt Nam lúc đấy bán thì bán luôn lúc đấy rồi, không phải hy sinh người, hy sinh của nữa, để mà coi như là chiếm từng những cái điểm cao mà bọn Trung Quốc nó chiếm, đúng không? Đấy là tôi chỉ nói cho gọi là một cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, đó là cái sự tức là muốn giữ cái bờ cõi của đất nước thôi. Đấy, xin mời công ty. Và em chào anh Bằng, em chào tất cả mọi người trên diễn đàn. Thực ra thì đối với bất kỳ một cái chế độ nào, một cái dân tộc nào thì nó cũng đều có những người đối lập. Nhưng mà không may cho Việt Nam, ngay đến cả đến Mỹ thì nó cũng có những cái đảng đối lập và nó có những con người mà nó chống đối những cái chính quyền. Nhưng mà nó không phải là cái mức gọi chống đối để phá hoại như Việt Nam. Thật không may cho Việt Nam là lại xảy ra cái biến cố năm 1975 và còn tồn tại một cái lũ Ba Sọc ở bên Cali. Nó suốt ngày cực đoan chõ mõ về Việt Nam để chống phá, để nó giữ mãi cái thù hận ở trong lòng. Nếu như mà Việt Nam thì cũng có nhiều những cái vẫn còn là tệ nạn và những cái vẫn còn gọi là yếu điểm. Nhưng mà nếu như chúng nó thương dân Việt Nam thật thì chúng nó có thể góp ý, có thể chia sẻ để có thể tạo thành một cái đất nước Việt Nam hùng mạnh. Đấy mới thực sự là con người. Nhưng không, ở bên ngoài thì chúng nó chống phá, nói xấu. Chúng nó bịa đặt, xuyên tạc những cái điều không thể tưởng tượng được. Như anh nói, rõ ràng đảo thì chúng nó đánh mất, mà chúng nó cứ đổ khống cho là mình bán đảo. Rõ ràng mình là một cái đất nước cực kỳ độc lập với Trung Quốc. Cả một cái châu Á đang phải cúi mình trước Trung Quốc, cả một cái Đông Nam Á đang phải lệ thuộc vào Trung Quốc. Chỉ duy nhất công Việt Nam là dám chống lại Trung Quốc. Thế mà chúng nó lại cứ bảo mình là tay sai cho tàu cộng. Không hiểu là cái đầu óc chúng nó có nghĩ như thế nào nữa. Ấy vậy mà lại có những cái bọn dâm chủ ở trong nước. Nó không có đầu óc. Não tôm, não óc lại còn hùa theo chúng nó. Nhận những đồng tiền dơ bẩn để mà đánh phá xã hội, để mà đánh phá chế độ, chửi bới đảng và nhà nước. Em thì em nghĩ như thế này, bất kỳ một đất nước nào nó cũng có những cái người ta không đồng tình. Đúng và rồi, một chính phủ sẽ thất bại khi mà chính phủ đó có ý định là làm hài lòng tất cả nhân dân. Chính phủ không có một cái chính phủ nào là làm hài lòng tất cả nhân dân, em khẳng định luôn. Đúng. Mà chính phủ nào mà cố tình gọi là phải làm mọi cách để cho chiều ý tất cả nhân dân, chính phủ đó sẽ thất bại. Vì nói thực sự, chỉ có những cái người trong nhà nước, người ta nắm được các cái bí mật, người ta nắm được các cái tình hình của thế giới, người ta mới đưa ra được những kết luận. Còn thì những người dân như mình thì mình cũng chỉ biết một phần của câu chuyện. Thì đôi khi có những câu chuyện mình tưởng là phải thế này thế kia, nhưng mà khi biết được ngọn ngành rõ câu chuyện thì mình mới biết rằng nhà nước mình đang xử lý như thế là hợp lý. Chính vì vậy mà chúng nó đầu óc cực kỳ nông nổi, nghe theo những cái lời kích bẩy để gọi là chống phá. Tất nhiên là xã hội, em đã nói rồi, con người khi mà còn tham sân si thì nó còn những tệ nạn. Chính vì vậy mà các Marx mới đưa lên cái chủ nghĩa cộng sản là gì, là một cái chủ nghĩa nó quá sạch sẽ. Mà em nghĩ là chắc là cũng còn lâu thì mới đạt được chủ nghĩa cộng sản. Đúng. Vì đã là cộng sản thì có nghĩa là con người lúc đó người ta gần như là triệt tiêu cái tham sân si. Nhưng mà ở cái đất nước Việt Nam này để mà đạt được em nghĩ là hơi lâu.
không không biết đời bao nhiêu đời nữa thì em không biết, nhưng đó là một cái chủ nghĩa mà em nghĩ là nó quá tốt cho con người Đó mục tiêu đấy. thôi, đó Nhưng đó. mà ở cái con người ích kỷ của người Việt Nam thì người ta đoàn, cái thế giới nó đã có nghiên cứu Việt Nam rất đoàn kết trong khó khăn, nhưng mà bắt đầu giàu lên một cái là bắt đầu đố kỵ. Thế nhưng mà ở cái đất nước này có những cái thằng nó ham ăn lười làm, nó khó khăn và nó lười lao động, và sau đó nó quay ra nó chửi chế độ, nó đổ cho là do chế độ nên bắt đầu chúng nó mới mới bị nghèo như thế. Thì Chào em nói cho anh với tất cả mọi người là chế độ nào nó cũng sẽ phân biệt giai cấp, càng các cái nước giàu anh ạ, nó càng phân biệt giai cấp. Anh nói thật, đi sang Na Uy hoặc các nước đã là cái gọi là cái phái quý tộc của đó anh ạ, nó phân biệt và nó coi thường những cái người nông dân, những cái người thấp hơn nó rất là nhiều. Mình đây là còn đỡ đỡ. đấy, mình là vì là cái khoảng cách giàu nghèo của mình nó chưa quá nhiều, chứ còn ở bên nước ngoài ấy, thì chỉ có giới quý tộc là nó lãnh đạo, chứ còn những dân nghèo đừng có chuyện vào để là lãnh đạo, để làm lãnh đạo. Và thực tế thì ngay cả bên nước Mỹ cũng vậy, thì mình phải hiểu cái này này, cái lịch sử của nước mình nó đau thương như thế, chiến tranh nhiều như thế, thì bây giờ là lúc mà chúng ta đang tích lũy, đang xây dựng, thì từng người, từng gia đình, từng con người phải cố gắng, phải biết khắc phục. Nếu như mà nước nào mà cũng ai cũng bằng ai sống, cũng ai cũng như ai, không phân biệt đẳng cấp, không phân biệt giàu nghèo, thì lúc đó nó trở thành xã hội cộng sản rồi, xã hội chủ nghĩa rồi. Đấy là cái mà nhân loại đang mơ ước, anh công nhận không? Đúng rồi. Thế nhưng mà bọn nó thì cứ đang chống chế độ xã hội, chống chế độ cộng sản. Nhưng mà ngược lại, những cái yêu cầu, những cái suy nghĩ và những cái yêu cầu của bọn nó thì lại lại siêu cộng sản. Đấy, một là cứ phải lấy thằng giàu chia thằng nghèo, nhà nước mà có đầu tư với xây một cái nhà hát hoặc xây một cái gì mang tính giải trí thì lại bảo tại sao không lấy tiền đó để chia cho người nghèo. Đấy, giá xăng đang là thấp hơn cả thế giới, tăng lên một tí thì bảo tại sao tăng lên để bóc lột, rồi giá điện là đang rất là thấp, Đúng giá rồi. thấp như thế thì người ta không có động lực để đầu tư anh ạ, Đúng rồi. thì lại bảo tại sao lại tăng giá điện. Thế thì toàn những cái suy nghĩ cực kỳ chủ nghĩa xã hội và suy nghĩ mà nó rất cộng sản. Thế nhưng mà lúc nào cũng mở mồm ra là cộng sản, cộng sản. Em thấy nó Quá. kỳ quặc. Đấy, nó rất mâu thuẫn, và những người chống cộng là những Đúng người rồi. không hiểu gì về cộng sản. Bản chất họ Đúng rồi. không hiểu gì về Tôi cộng nói sản. bạn đi ông Em biết không đấy là hiểu. cái hướng tới mà có đạt được hay không, nó cũng không, 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 Và đó đúng là rồi. cái gì mình hướng tới này. Ví dụ như mình hướng tới bầu trời, nhưng mà có bao giờ mình với được bầu trời không? Tôi nói với các bạn như thế, ví dụ Em chủ nghĩa chỉ cộng nói cho sản anh. đấy. Và xin thưa với anh bằng cái này này, kể cả trong đạo Phật hay đạo Chúa, người ta dạy con người rất nhiều điều, nhưng em thử hỏi có bất kỳ một cái con chiên nào có thể làm được, kể cả những cha gọi là những cái Đúng ông rồi. Hồng Y đi, những ông chức Phật cao nhất ở trong lời Chúa, có ông nào làm theo được 100% lời Chúa không? Em chỉ nói 10 điều răn của Chúa hoặc 14 điều răn của Phật, có ông nào làm được hết không? Mình cố Vậy thì gắng trong hướng cái xã tới, hội đúng này, rồi. Mình hướng và tới người ta hướng tới là thôi. cái thanh cao như Đúng rồi. thế, chứ không bao giờ là ông đạt được tất cả. Em chỉ nói trong một cái tầm nó rất nhỏ như vậy. Nhưng mà ở đây là những cái bọn dân chủ, rồi những cái bọn ba que cho ông ở bên ngoài ba sọc, nó luôn luôn đòi hỏi cái người cái Việt Nam phải như thánh gióng ấy, có nghĩa sau một đêm là nó phải đổi mới hoàn toàn, gọi là phải thay đổi từ A đến Z, gọi là phải như Mỹ đấy, phải như Mỹ, phải như châu Âu, vì chúng nó lúc nào cũng so sánh là tại sao Việt Nam không như Mỹ, tại sao Việt Nam không như Na Uy, tại sao không như Singapore. Thế bây giờ thử hỏi trong cái tại sao chúng nó không được như ông Phạm Nhật Vượng, không giàu được như ông Phạm Nhật Vượng, cái câu tại sao ấy ai cũng mong muốn, nhưng có làm được hay không? Cả một đất nước, nhất là cả một cái đất nước nó nhiều dân số như nước mình, mà cái thứ hai là dân số lại trẻ, mà lại vừa thoát khỏi chiến tranh, cái trình độ dân số của mình là còn thấp, Đúng rồi. cái kinh tế mình cũng còn thấp, mà mình được như thế này là em cảm thấy quá tốt rồi. Em không hiểu sao bọn nó chống phá nữa, trong khi mình có một cái quá khứ rất là đau buồn, những cái chiến tranh liên miên từ gọi là từ thời phong kiến, rồi sau đó đến thời thực dân, rồi đến thời chống Pháp, chống Mỹ, rồi bao nhiêu là năm bị cấm vận, thì để có được cái ngày hôm nay mà cái mức sống của mình bây giờ cũng đâu có thua các cái nước như Thái Lan, Malaysia hoặc là Indo lắm đâu anh. Đúng Mình còn hơn hẳn hẳn thằng Philippines. Vậy thì có được thành tựu ngày hôm nay, mình phải cảm thấy mình không tự mãn, nhưng mà mình phải cảm thấy rằng à,
cái đó cũng là cái mà rất là đáng phấn khích để mình có cái động lực để mình phát triển triển hơn. Chứ lúc nào cũng nhìn vào xã hội những cái tiêu cực, anh cứ tưởng tượng anh cứ lúc nào anh cứ suy nghĩ tiêu cực thì anh luôn luôn hành động tiêu cực, vì và hành động tiêu cực nó sẽ dẫn đến cái gọi là số phận tiêu cực. Anh mà suy nghĩ tích cực Đúng. thì anh sẽ hành động tích cực và anh sẽ suy nghĩ và sẽ dẫn đến cái số phận của anh tích cực. Em nói thấy ví dụ như những cái thằng mà cứ suốt ngày mở mồm ra là chửi xã hội, mở mồm ra là kêu ca oán thán nghèo thế nọ đây kia, thì những thằng ấy không bao giờ tiến bộ được. Mà cái bọn dân chủ cuội là mấy cái bọn mà em thực sự là thấy điều đó, chỉ thấy suốt ngày chúng nó kêu ca là ôi cái nọ đây kia, anh ơi có một cái vụ đơn giản như thế này này, cái vụ mà xã hội cũng đang bức xúc, em đây là ý kiến của em thôi, là Rồi. cái thằng nó cưỡng hôn trong cái cầu 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 thang thang máy, thang máy, 200 ngàn, phạt 200 ngàn. thì nó thì cũng ở cái chung cư ấy, là cũng cách nhà em chỉ có mấy cây thôi. Và em mới nói với anh này, cái pháp luật Việt Nam mình nó không thể như là Mỹ được. Mỹ là nó không có chuyện tình người, nó thế nó kiện và cho đi tù, nhưng mà Việt Nam mình nó còn có chữ tình trong đó anh ạ. Người ta cũng đã xin lỗi mình, người ta cũng xin lỗi và cái sự việc nó chưa gây tới mức gây một ra một cái hậu quả và người ta đã xin lỗi rồi, thì gọi là cảnh cáo lần thứ nhất. Tất nhiên nếu nó có lần thứ hai thì chắc chắn sẽ là xử. Nhưng mà bọn nước ngoài là nó bảo ui giời ơi, cái luật pháp Việt Nam rồi đăng những cái status mang tính cực kỳ soi mói, cực kỳ là mang tính khinh miệt đấy. Vì em mày nói thật là chúng nó sống quen cái kiểu lạnh lùng, chỉ tiền 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 và pháp luật thôi. Chúng nó không biết tình người, chúng nó không biết thông cảm. Đôi khi con người đôi khi uống một tí rượu vào chẳng hạn, người ta không làm chủ được, thì đấy là một cái sai lầm và phải để cho con người ta có một cái sự sửa chữa. Đấy là cái tính nhân văn trong cái pháp Đúng luật rồi, Việt Nam. đúng rồi. Thế Cho còn nên nếu bây giờ như mà này, anh tôi xin lỗi với công lý mình kể mình cho công lý một cái câu chuyện này. Cái pháp luật Việt Nam hiện nay cũng có rồi. Tất nhiên là mình hiện nay là một đất nước đang phát triển, cho nên là cái pháp luật đấy cần phải hoàn chỉnh lại, đúng không? Nhưng hiện nay pháp vâng. luật ở Việt Nam nó theo tình người rất là nhiều. Có một lần mình ngồi cùng ở một cái quán cà phê với một cái anh bạn Việt kiều ở bên kia về, thì mình chỉ cho anh bạn đấy, đây tất cả các quán cà phê, tất cả những xe đậu ở đường các bạn ấy có vạch đàng hoàng rồi, tất cả đều vi phạm. Đấy, tôi chỉ cho các bạn ấy, tất cả ở cái dãy phố này hầu như 100% số nhà là đều vi phạm hết so với quy định. Nhưng bây giờ tôi hỏi ông, bây giờ giả sử có đô thị đến hoặc công an đến phạt hoặc như thế nào nào thì có được hay không, có đến phạt được hay không, đó là vấn đề rất là quan trọng đấy. Cho nên là mình bảo bây giờ hiện nay mình không cần bảo là mang pháp luật Mỹ về Việt Nam áp dụng trong một tuần là dân Việt Nam chết, mình chỉ cần áp dụng rất nghiêm khắc bây giờ cái pháp luật ở Việt Nam thôi thì dân Việt Nam cũng không chịu nổi Đúng thật. đấy. Thực sự mà nói thì cái pháp luật Việt Nam mình thì nó đôi khi nó cái chữ tình nó quá nhiều Đúng. và nó cũng gọi là nó chưa được được quá nghiêm. Nhưng mà cũng như một cơ thể con người anh ạ, thì hàng năm quốc hội mình cũng phải có những cái sự thay đổi và đã thay đổi. Có nghĩa là mình qua một thời gian người ta thấy rằng cái luật này không phù hợp thì người ta phải thay Điều đổi chỉnh, điều hoặc chỉnh phải lại, điều đúng chỉnh. rồi. Đấy, phải điều chỉnh. Thì cái quốc hội mình là làm rất là tốt, em thấy điều đó rất tốt. Thế còn Bây bây giờ giờ không phải là gì ở mình xin lỗi bạn, mình vâng trả lời bạn Trung Hoàng, và ở đây có bạn sinh đi Việt Nam, đó là những các bạn ở bên đối lập. Tôi hỏi 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 các bạn này nhé, ở bên Mỹ và tất cả các nước ở trên thế giới có trường hợp nào mà đã bị công an cứ mời lên giáo dục chưa, hai mấy lần chưa, hai mươi mấy lần chưa? Chứ còn những người đấy là vi phạm pháp luật đấy, nhưng mà đầu tiên người ta gọi lên được công an, người ta giáo dục đã, đúng không? Tất nhiên là cái tội đấy chưa nghiêm trọng nhưng mà giáo dục đã, sau đấy nếu mà cố tình vi phạm mới bắt. Những trường hợp ví dụ như vừa rồi đấy, rồi là các bạn vào tù, các bạn bảo đó là tù nhân lương tâm, thằng Nguyễn Văn Thể ở Cần Thơ vừa rồi bị xử 2 năm tù, đúng không? Công an gọi nó lên bao nhiêu lần rồi, giáo dục rồi, phân tích rồi, đúng không? Hoặc con Huệ ở ở Ban Mỹ thuật vừa chính rồi, xác. công an có gọi nó lên giáo dục chưa, đúng không? Tôi hỏi các bạn đã giáo dục chưa, nhưng mà cuối cùng nó cố tình. Có Nhưng nghĩa ở Mỹ này này. đã có cái giáo dục không, hay là cứ vi phạm là bắt? Rồi, Đúng. xin mời em. Em thưa với anh bằng cái này. Cái pháp luật của Việt Nam nó có cái chữ tình và người ta mở cho Vâng. con đường, người ta mở cho người một con đường để mà làm lại, để mà sửa sai. Chứ không phải là bên Mỹ. Bên Mỹ nó là cứng nhắc. Anh sai là anh không bao giờ có cơ hội để anh sửa nữa, anh vào tù. Ừ. Và anh vào tù sau đó anh đi ra xin việc là anh cực kỳ khổ sở, anh gần như là bị xã hội Đúng người ta ruồng bỏ, nó không rồi. còn cái chữ tình ở trong đó. Cái đôi khi những cái người mà đang quen sống bên Mỹ
thấy những cái sự việc ở Việt Nam thì họ sẽ cảm thấy là rất bức xúc, căm phẫn, vì họ ở bên Mỹ là lẽ ra ở bên Mỹ họ phải như thế là 1-2 năm tù hoặc như là cái kia. Nhưng mỗi một đất nước nó có một văn hóa khác nhau, mỗi cho một nên đất nước của Mỹ pháp luật phải khác nhau. Cái pháp luật vâng, ở Việt Nam không thể áp dụng với Mỹ, mà Mỹ không thể áp dụng Việt Nam, đúng không? Nó tùy chính theo xác. từng theo văn hóa của mỗi mỗi đất nước, tùy theo cái trình độ dân trí của mỗi đất nước, và nhiều và lịch sử còn nhiều cái khác nữa thì đưa ra một cái luật khác Em nhau chỉ nói đơn đấy. giản, cái văn hóa của mỗi đất nước khác nhau. Nếu như anh sang bên Thái Lan hoặc anh sang bên bên nước Anh mà anh xúc phạm nữ hoàng thì nó tống anh 14 năm tù. Nhưng anh sang bên Mỹ anh có thể chửi tổng thống Mỹ một cách vô tư, không vấn đề gì cả, đấy gọi tự do. Đúng Cho rồi. nên đất nước nào nó có cái văn hóa đó, nó có cái pháp luật đó mà làm sao người dân người ta thấy chấp nhận được. Ví dụ em chỉ nói cái vụ cưỡng hôn, đúng, nếu như ở bên Mỹ nó gọi là tấn công tình dục và nó cho đi tù, nhưng ở Việt Nam mình thì nó cũng là cái người tấn công, nhưng mà thực ra nó chỉ mới chỉ là hôn ở môi, gọi là nó chưa gây hậu quả. Và nếu như đây cũng chỉ là một lần đầu tiên người ta phạm tội thì cũng phải mở cho người ta cái người ta sai chứ anh. Con người đâu phải lúc nào cũng đúng được hết. Nhưng nếu như ví dụ thằng ấy nó hiếp dâm hoặc gì thì lúc ấy đương nhiên là không có chuyện là xử như thế. Hoặc là nó đã đè, hoặc là nó đã sờ mó, hoặc là làm gì thì lúc ấy nó sẽ khác. Nhưng đây nó chỉ là mới chỉ có gọi là cưỡng hôn như thế. Thì tất nhiên là em đã nói rồi, ở bên nước ngoài thậm chí có những nước mà ăn cắp nó chặt tay. Đấy. Tội ăn cắp nó chặt tay. Thì mỗi một văn hóa, mỗi một pháp luật của một đất nước nó khác nhau. Cho nên những ông ở Mỹ, ở Úc hay ở bất kỳ gì, đừng có bao giờ các ông gọi là lên tiếng. Vì văn hóa của các ông quen sống như thế, các ông làm gì có tình người. Con chó sủa hoặc con chó nó nhỡ may nó chạy ra, nó y vào nhà người khác, ông còn bắt người ta đi tù cơ mà. Ông còn con gà nó gáy to, ông còn đi kiện được cơ mà. Các ông làm gì sống có tình người. Các ông chỉ sống vì tiền thôi. Đấy, nói thẳng ra như thế. Chính vì vậy mà các ông không xây dựng được gì cho quê hương thì đừng có bao giờ để cho mõ về đất nước đấy, này thằng Lê để Minh Thể mà vô tội thì mày bây giờ mày đi làm luật sư mày cãi đi. Chính thằng Lê Minh Thể vừa rồi bắt là chậm, bây giờ mà xử 2 năm tù anh là quá ơi, nhẹ. không cần phải cãi nhau với cái bọn đó, vì những cái thằng phản động là những thằng auto sai. Em nói thật, một đất nước tại sao toàn dân người ta đang tập trung làm ăn phát triển và người ta giàu lên rất nhanh, thì anh là người đại diện cho cái gì? Anh chỉ là ý kiến cá nhân, không đại diện cho một tổ chức, không đại diện cho ý chí của nhân dân, mà anh chỉ là một ý kiến của một nhóm gọi là bất mãn xã hội, luôn luôn nhìn vào những cái xấu của xã hội, nhìn vào đống rác thì chỉ nhìn thấy rác, chúng nó không nhìn vào vườn hoa nên chúng nó rồi, không thấy thân hoa hình nở. nhận đi. Cả một cái đất nước đang phát triển rất mạnh thì chúng nó không nhìn thấy, chúng nó chỉ nhìn thấy những cái xấu. Tất nhiên huy chương còn có hai mặt, nó còn có mặt tốt mặt xấu. Nước mình đang phát triển nên mặt xấu còn nhiều. Đúng. Em khẳng định tham nhũng còn rồi nhiều. Rất nhiều các cái tệ nạn, mà cái này đây nó là hệ quả của quá trình phát triển anh ạ, hệ quả của quá trình tư bản hóa và quá trình phát triển. Nước nào cũng vậy thôi. Em nghĩ năm 70-80 năm trước mà nước Mỹ nó mới thu nhập độ 2.500 đô như mình, tầm mình, thì nó cũng vậy thôi. Em nói thật. Và kể cả Hàn Quốc hay bất kỳ nước nào vậy. Nhưng khi người ta đã phát triển lên một cái tầm cao mới, dân trí cao mới và thu nhập cao mới, thì người ta sẽ hạn chế dần dần. Nước Mỹ hơn 200 năm phát triển, kinh tế đúng giàu rồi, đứng đầu thế giới, homeless đầy đường, cướp giật vẫn đầy, cảnh sát rút súng bắn buông phát. Có cái thằng mà anh Vương Hồ anh ấy chia sẻ, nó đã giơ tay lên rồi vẫn còn rút súng để bắn nó. Đấy, anh thấy một cái đất nước văn minh như thế các ông còn đúng như rồi. Thế thì đừng có gọi chê trách Việt Nam. Đúng rồi. Việt Nam chúng tôi không có chuyện như vậy, chưa bao giờ có chuyện cảnh sát rút súng để bắn người dân. Cảnh sát chỉ có bắn vào những cái thằng cướp, những thằng gây nguy hiểm cho xã hội, còn chưa bao giờ người dân nào mà bị cảnh sát bắn chết. Vì cảnh sát của Việt Nam là công đúng an rồi. Nhân dân, quân đội nhân dân, từ dân mà ra, và bảo vệ cho quyền lợi của nhân dân, chứ không phải là bảo vệ cho quyền lợi của đảng mà các ông xuyên tạc như vậy nhé. Đảng là phục vụ cho nhân dân, đảng là sinh ra để lãnh đạo, để đưa cái đất nước Việt Nam này giữ được độc lập, giành được độc lập và giữ được độc lập, phát triển kinh tế. Tất nhiên Đảng Cộng sản cũng có 10 năm là từ năm 76 cho đến năm 86 là sai lầm về kinh tế. Vì thực ra mà nói sai lầm là vì mình chưa đủ cái năng lực mà mình đã muốn tiến ngay.
thì nó sai lầm. Nhưng khi người ta nhận ra những cái sai lầm đó, người ta đã cởi mở. Và kinh tế Việt Nam bây giờ là một trong những cái đất nước kinh tế mở nhất, 11 hiệp định đã ký, trong khi Thái Lan, Malaysia hay kể cả các nước khác, Indo chưa có nhiều hiệp định bằng Việt Nam. Việt Nam nghèo nhưng có thể tất cả các hiệp định đều dám xông vào. Xông vào để làm gì? Để tìm cái con đường cho nhân dân giàu lên, để tìm cái con đường cho phát triển kinh tế này này, cải thiện đời sống nhân dân này. Trong cái hiệp định mà với châu Âu sắp tới mình ký, hoặc là cái hiệp định CTTP, mình là đất nước nghèo nhất. Mình rất nghèo nhưng mình vẫn dám chơi với những thằng giàu, anh ạ. Mình phải nói là trong có cơ hội có thách thức, trong thách thức có cơ hội. Nhưng mà vì sao? Vì nhà nước mình không còn cách nào, mình phải hội nhập sâu vào thế giới để học tập được những cái công nghệ, hội nhập được để tạo công ăn việc làm, để tạo cái nguồn đầu ra cho sản phẩm mình sản xuất, để nâng cao cái đời sống cho nhân dân. Thì cái đó là tốt hay xấu? Hay là chúng mày chỉ mang cái thù hận ở trong lòng? Chúng mày thì nhìn thấy đống rác, lúc nào chỉ thấy rác bẩn. Bây ở giờ bất này, kỳ một cái đất nước nào. Công lý, mình sẽ quay lại cái chủ đề là quan hệ Việt Nam Trung Quốc. Đấy, thì bây giờ tôi nói, tôi bây giờ này mình quay trở lại cái chủ đề đấy, thì mình thấy là chúng nó cứ suốt ngày chúng nó nói là Việt Nam coi như hiện nay nằm nô lệ cho tàu như này khác. Tôi nói với tất cả bạn này, cái mục tiêu của đất nước mình hiện nay là đất nước phải yên bình và kinh tế phát triển, và những cái đúng, tồn tại chính xác. Tồn tại trong xã hội càng ngày càng được giảm đi, đúng không? Đấy là mục tiêu hiện nay mà nhân dân và cùng đảng nhà nước mình là phấn đấu, đúng không? Chứ bây giờ ví dụ anh ơi, cái thứ nhất là này, cái bọn ba sặc thì nó chỉ luôn luôn muốn Việt Nam mình bất ổn để không phát triển. Nó muốn kích động cái sự lòng thù hận của Việt Nam mình với Trung Quốc để sao? Để cho mình với Trung Quốc đánh nhau. Tất nhiên là thua thiệt sẽ thuộc về Việt Nam. Nhưng Việt Nam thì khôn lắm. Chính phủ Việt Nam cũng không thèm quan tâm đến mấy cái con đúng chó rồi. Sủa bệnh, chó sủa trăng ở bên bên Cali, mà người ta biết được làm cái gì có lợi cho nhân dân. Một cái thằng Trung Quốc mà đến bây giờ Mỹ còn đang sợ nó về cả kinh tế, về cả quân sự, thì Việt Nam là cái tầm nào? Mình không sợ Trung Quốc, nhưng mà nếu mình đối đầu với nó thì mình chỉ có thiệt. Bởi đơn giản nó là một cái thằng lớn, dân số 1.4 tỷ và thu nhập đầu người của nó là 10.000 đô. Một cái xã hội mà cái tầng lớp thượng lưu và trung lưu của nó rất nhiều, nhu cầu của nó rất nhiều. Mình thì biên giới liền nó, thế tại sao lại đối đầu với nó? Thế bắt tay không hơn à? Trong khi từ ngày mà mình giải phóng đến bây giờ, mình chỉ có tăng thêm số đảo chứ chưa mất đúng đi rồi. Một cái đảo nào. Mình giữ được những cái đảo và tăng thêm đã quá tốt rồi. Còn cái đảo Gạc Ma thì phải giải thích rằng đấy là một cái đảo vô chủ, là một cái đảo Đúng. chìm, mà mình Đúng. chẳng qua mình đến trước. Thì mình đến trước nó vài ngày thì bắt đầu nó cũng đến, có nghĩa là hai cái đó đang tranh nhau chứ chưa phải là mình đã là tuyên bố với thế giới, hoặc thế giới đã công nhận đấy nó của mình. Cho nên nó khỏe hơn mình, nó chiếm mình, thì đấy cũng là chuyện bình thường, cũng như là một cái đảo vô chủ ngoài kia. Bây giờ thằng nào khỏe thằng ấy tranh được. Corin, thằng Nga với thằng Nhật còn đang tranh chấp. Điếu ngư thằng Nhật với thằng Trung Quốc cũng đang tranh chấp. Thì đấy là những cái gì, và đấy là những cái gì lịch sử và anh đang tranh chấp đấy. Thế còn từ cái ngày mình giải phóng đến bây giờ thì tất cả những cái gì đảo nào đã đánh dấu Việt Nam, mình không mất một đảo nào, thậm chí mình còn mở rộng được, thì đấy nó quá tốt chứ còn gì nữa. Thế còn thì đối đầu với một cái thằng Trung Quốc nó quá mạnh về quân sự, mình ngu à mà mình đối đầu. Cái bọn ba sọc nó chỉ là đầu đất thì chúng nó mới muốn là suốt ngày đi đánh nhau hoặc là đi gây thù chuốc oán với thằng Trung Quốc. Còn Việt Nam không, Việt Nam là bạn và rất nhẹ nhàng tình đúng cảm. rồi. Ngay em nhắc lại ngay cái vụ tàu HD981 của nó, Việt Nam mình đến và dùng cái sức mạnh của thế giới để tạo thành một cái sức ép lên của nó, tạo thành một cái sự vô lý, hành động vô lý của nó. Mình cứ cho tàu ra và nó cũng cứ phun vòi rồng vào mình phun vòi rồng của nó. Và cuối cùng Mỹ lên tiếng, châu Âu lên tiếng, các nước phải lên tiếng, Nhật lập tức viện trợ cho mình hai cái tàu. Đấy, và tất cả mọi thứ là nó phải tự rút đi. Đấy, người ta đấu tranh là đấu tranh như thế đấy. Thì người ta mới thắng được Mỹ, thắng được Pháp, thắng được Nhật và thắng được cả Trung Quốc năm 1979. Người ta biết mình là ai. Cái Việt Nam biết mình bây là giờ ai. Này, mình xin lỗi công lý, mình nói cho tất cả các bạn này. Việt Nam và Trung Quốc, mình ở cạnh một cái thằng nước lớn mà hiện nay Trung Quốc là một đất nước đang phát triển rất mạnh mẽ. Thứ hai, Trung Quốc Việt Nam cùng có một cái điểm chung về vấn đề chính trị,
tức là đều do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đúng không? Và thứ ba là cái đất nước Trung Quốc và đất nước Việt Nam có một cái nền văn hóa gần tương tự như nhau. Thứ nữa là cái khả năng cái tiêu dùng ấy, cái sự tiêu dùng của người Việt Nam và người Trung Quốc tương đương nhau, cũng gần như nhau vậy, văn hóa tiêu dùng. Vậy thì tại sao chúng ta ở gần một cái nước như thế mà chúng ta không lợi dụng nó để mà chúng ta phát triển đất nước? Mục tiêu của chúng ta hiện nay là phát triển đất nước, đúng không? Chứ bây giờ ví dụ mình ở cạnh một thằng nước lớn và một thằng nó hung hăng, nhưng mình để cho nó đối xử tốt với mình, đó mới là giỏi, đúng không? Chứ còn bây giờ mà các bạn một thằng nhỏ tí nhà tiêu, bây giờ các bạn cứ nhăm nhe và vác súng định đánh nó, thưa, thì có đưa được hay không? Tôi hỏi các bạn. Thưa với anh Bằng là thế này, thằng Trung Quốc bây giờ nó hắt hơi sổ mũi ấy, thì nền kinh tế thế giới là cũng đã là ốm đấy. Đúng rồi. Thằng Mỹ với thằng Trung Quốc mà hai thằng này nó cùng ốm là cả thế giới cùng đều lăn quay theo nó. Phải khẳng định luôn là đấy, hai cái đây là hai cường quốc, hai cường quốc số một thế giới. Thì em chỉ nói ngay với thằng hãng hàng không Trung Quốc, nó chỉ cần cấm bay cái máy bay Boeing lập tức là cổ phiếu của Boeing giảm 12%. Thì anh phải thấy nó khủng khiếp tới mức độ như thế nào. Nó là một cái thị trường lớn nhất thế giới, mình không may là ở cạnh nó là vì lúc nào cũng bị đe dọa về cái sự xâm chiếm đất nước độc lập dân tộc. Nhưng mình lại may là mình có biên giới với nó, thì mình lại gì, buôn bán được, là một cái thị trường cực kỳ lớn để mình có thể buôn bán. Thì trong cái rủi người ta có cái may, tóm lại là mình phải khôn khéo để mình đứng cạnh một cái thằng lớn mà mình vẫn sống được, mình vẫn sống khỏe mà nó không làm được gì mình, thì đấy là nghệ thuật ngoại giao. Còn cứ hùng hùng hổ hổ á, nó đập cho 1 phút 30 giây thì mẹ mình không chết thì cũng thành tật. Thế chính vì vậy mình tại sao mình phải đối đầu với nó? Mình cứ quan hệ tốt, Mỹ mình cũng quan hệ rất tốt, Bắc Trọng sắp chuẩn bị sang Mỹ rồi. Đúng rồi, vào mình cũng nắm chặt tay. Bây giờ này, công lý mình nói, mình hy vọng một cái điểm này. Bây giờ quan hệ với Việt Nam và Mỹ càng ngày càng thắt chặt, đúng không? Chưa bao giờ có như tổng thống mới mà nhiệm kỳ đầu, chưa hết nhiệm kỳ đầu của một tổng thống Trump đã sang Việt Nam 2 lần. Các bạn thấy không? Cho nên sắp tới Bác Trọng sẽ sang thăm Mỹ, và nói chung mình hy vọng rằng Việt Nam và Mỹ sẽ ký về cái đối tác toàn diện, đúng không? Đấy, đối tác chiến lược. Xin lỗi, đang tuần toàn diện, bây giờ sang tới đối tác chiến lược. Cái chiến lược mình với Mỹ thì chưa chiến lược, nhưng mà nó còn hơn chiến lược đấy. Nên mình với Mỹ thì gọi là chưa chiến lược, nhưng mình còn hơn chiến lược. Bây giờ Mỹ sẵn sàng bán cho mình các cái vũ khí. Ông Trump sang Hà Nội bảo các ông chỉ cần đặt tên đi, ông thích vũ khí nào chúng tôi bán cho vũ khí đó. Có nghĩa người ta không cấm, nhưng Việt Nam mình cũng không dại gì mua những vũ khí mà nó mang cái tính có hoản lực mạnh quá, thì nó ảnh hưởng đến Trung Quốc. Trung Quốc nó tăng cường cái chạy đua vũ trang thì nó cũng rất là thiệt thòi cho mình. Thế chính vì vậy mà gì, Việt Nam mình cũng khôn khéo là anh Nguyễn trong thủ mình, bạn nói một câu rất là ngu. Đất nước nào tham mình cho ai? Tham cho dân, đúng không? Làm gì có lợi cho dân? Đất nước giàu mạnh như phát triển lên, đất nước nào cũng muốn thế thôi, chẳng riêng gì như mấy thằng cộng sản đấy. Anh ơi, nói thật là anh Bằng ạ, không hơi đâu mà để trả lời những thằng đó. Với những thằng đó, chúng nó đã, cái trong não của chúng nó đã luôn luôn có cái thù hận với đất nước mình. Thì khi người ta đã thù hận, người ta nghĩ xấu về mình, thì mình có tốt đẹp bao nhiêu họ cũng không bao giờ công nhận đâu. Em giả sử bây giờ Việt Nam mình có thu nhập 40.000 đô đi, với giàu bằng Nhật, bằng Sinh đi, thì chúng nó cũng sẽ tìm ra cái để mà nói xấu. Em khẳng định luôn. Cho nên cái việc chúng nó chửi cộng sản, cái việc chúng nó chống phá là cái việc của chúng nó. Còn cái việc là chúng nó có làm được gì hay không, có đủ khả năng làm được gì cái cộng sản này hay không, thì đấy mới là cái quan trọng. Đấy, còn lại thì chúng nó cứ chửi đi, cứ chống phá đi, chúng mày rồi chết, chúng mày ôm theo cái thù hận đó và không bao giờ siêu thoát, thành gọi là con ma bị cả cái quê hương này người ta nguyền rủa, khinh bỉ thế thôi. Rồi, xin thế thôi, anh nghe cho rồi. Bác Trần à, chú Trần Siêu lên đi. Em rồi. Chào anh và chào tất cả mọi người. Rồi, ok, rất cảm ơn ông Lý. Đấy, bác. Rồi. Coi như Bác Trọng chủ tịch nước, tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sắp sửa sang Mỹ, thì Việt Nam và Mỹ sẽ ký cái quan hệ ngoại giao ở mức độ coi như là chiến lược,
đúng không? Và sau đó có cái hiệp định dẫn độ do nên mấy ông ở Ba Que ở bên đấy, cái liệu liệu đấy người ta ký ở trên cơ, đúng không? Các ông cứ sủa đi, rồi các ông sẽ coi như vào dọ hết, các ông cứ chống phá đất nước Việt Nam đi. Rồi, để em đang mời anh Siêu. Bất kỳ một cái vấn đề gì ở Việt Nam chúng nó cũng xuyên tạc được mà chúng nó vơ vào. Bây giờ tôi... Rồi, xin chào anh Siêu. Một lát nữa tôi sẽ nói về vấn đề kiểu gối, nói lại. Rồi, xin chào bà Nguyễn và xin chào tất cả mọi người trên diễn đàn bà Nguyễn. Tôi lên đây thì tôi nói có mấy cái ý này, tôi nói nhanh gọn, tôi cũng không nói nhiều. Cái thứ nhất ấy, là cái chính sách của Đảng Cộng sản bây giờ đang hòa hiếu. Hòa hiếu này là theo những đời trước của ông cha ta để lại. Khi đánh đuổi quân giặc phương Bắc là ta lại lập tức hòa hiếu với phương Bắc để giữ cho nhân dân được hòa bình, làm ăn, thịnh vượng. Đấy là bao nhiêu đời nay của những tiền nhân như Quang Trung, Nguyễn Trãi, Lê Lợi, rồi là đời nhà Trần cũng thế, Trần Quốc. Sau khi đánh đuổi quân Trung Quốc về biên ra khỏi biên giới thì lại bắt tay hòa hiếu để cho nhân dân được bình yên làm ăn. Đấy là cái chính sách của con người Việt Nam từ xưa để lại đến nay vẫn là theo con đường như thế. Thế còn cái thứ hai là vấn đề như thế này. Lấy là công lý có nói vấn đề đảo biển đảo ở ngoài ấy là cái đảo Gạc Ma là đảo vô chủ, cái đó là sai. Đảo Gạc Ma là một thực thể nằm trong cái quần đảo Trường Sa. Nhưng mà nó là một đảo chìm. Trong lúc hải quân ta thời đó vẫn còn đang yếu, tàu bè không có. Vì vậy cho chúng ta chưa cắm mốc được chủ quyền ở đảo ngoài đó. Lợi dụng trong cái lúc mà ta đang chiếm một số cái mốc đảo chìm ở một số khác, điểm khác thì Trung Quốc cũng muốn ra đấy để mà lấn chiếm. Thì lúc đó quân Trung Quốc mạnh hơn thì chúng chiếm được cái đảo Gạc Ma của ta. Thế còn chúng ta đã chiếm ra rất nhiều điểm đảo khác, là những đảo chìm khác, là đã đặt những nhà giàn. Đấy là cái bằng chứng mà chúng ta tuyên bố chủ quyền. Đấy, nói rõ là như thế. Đó là đảo chìm. Nhưng nó nằm trong cái quần đảo Hoàng Sa. Nó là một đảo chìm nhưng nằm trong cái quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đấy. Nhưng mà những cái đó đảo chìm ta phải là những người phải để làm những cái nhà giàn lên đấy để ta cắm cờ tuyên bố chủ quyền thì không một nước nào chiếm được. Nhưng mà vì ta chưa kịp, có nghĩa là lúc đó ta chưa kịp cắm cờ cái đảo Ma và đang nằm ở các hòn đảo khác, những đảo chìm khác, rất nhiều đảo chìm ở ngoài đó, thì lợi dụng lúc đó thì Trung Quốc cũng tranh thủ ra đấy chiếm, cưỡng chiếm một số cái đảo chìm. Đấy, tôi nói thế thôi cho mọi người hiểu. Cái thứ ba là ý tôi mới nói về vấn đề là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị sang bên Mỹ thăm nước Mỹ. Đấy là nói lên cái sự hòa hiếu giữa Việt Nam và người Mỹ. Bỏ qua tất cả những hận thù ngày xưa, bây giờ đi đến từng bước đi lên bắt tay. Trước đây là đầu tiên là xóa bỏ cấm vận, xóa bỏ một phần rồi xóa bỏ hoàn toàn cấm vận, rồi quan hệ ngoại giao kinh tế làm ăn và đã ký những hiệp mà ước gọi như là toàn diện kinh tế phát triển toàn diện với Việt Nam. Bây giờ dần dần sẽ ký kết một cái thỏa hiệp hiệp định là đi đến chiến lược toàn diện, trong đó có cả về vấn đề quân sự là khác, thì rõ ràng Mỹ và Việt Nam sẽ ký kết với nhau. Còn nói như công lý nói là không phải là ta không mua vũ khí của Mỹ, mà là nó như thế này này, vũ khí của Mỹ hay vũ khí của Nga cũng thế thôi, nó cũng có nghĩa là nó như nhau, hoặc là nó có chẳng qua là cái nói chung là tùy cái điều kiện của mình. Cái thứ nhất này, cái thứ nhất là cái vận hành vũ khí của Nga là ta vận hành quen rồi. Cái thứ hai nữa là cái giá cả của Nga nó rẻ hơn thì ta phải làm cái gì có lợi thì ta sẽ làm. Ví dụ Mỹ bán rẻ đi xem Việt Nam mua không? Mỹ thử bán rẻ hơn vũ khí Nga thì Việt Nam dứt khoát sẽ mua vũ khí Mỹ. Có thể là chưa biết vận hành ta có thể học, vì họ bán vũ khí là họ phải dạy cho ta vận hành. Đấy, điều đó là rõ ràng như vậy. Đấy, kể cả các loại tàu hay các loại gì cũng thế thôi. Khi ta mua thì trong đó có ký kết là ta phải học. Ví dụ mua tàu ngầm của Nga thì phải có cho thủy thủ đi học. Học lái tàu ngầm một vài năm, khi vận hành đầy đủ rồi thì ta sẽ mang tàu về, ví dụ thế. Hoặc vũ khí cũng vậy thôi. Vũ khí của Nga thì từ xưa nay, từ bao mấy chục năm nay là ta hoàn toàn dùng vũ khí của Nga, thì tất cả những cái vận hành cái của Nga nó quen, quân đội ta nó quen, từ xe tăng từ thấp cho đến cao, rồi vũ khí từ thấp đến cao là ta hoàn toàn, kể cả máy bay cũng thế, vận hành những cái máy bay của Nga nó quen đi rồi. Bây giờ mua máy bay của Mỹ cũng được,
không phải là không được, ta có thể sang Mỹ học một vài năm, những khóa học ta làm được, nhưng mà cơ bản vấn đề giá cả nữa. Đấy, một vâng. vấn đề giá cả là vấn đề vâng, quan trọng xin, nhất. Vâng, xin lỗi nhé, siêu ơi, em nói một cái vấn đề như này. Bây giờ, tức là cái bọn ba sọc bên kia, nó không muốn Việt Nam phải gây hận thù với Trung Quốc, với nước nọ kia. Nhưng mà tôi nói với tất cả các bạn này, anh tắt cái TV của anh này, cái TV bên anh. TV đâu? Ở đây không có TV à? Có. Cái này là cái kia lấy nhỏ, cho lấy nhỏ tí. Cái là lấy cái điện thoại nói từ xa. Rồi rồi, được rồi. Vâng, anh... bây giờ này, em nói anh như này. Tức là mình chỉ nói về trước kia thôi. Pháp, 100 năm đô hộ Việt Nam, đúng không? Sau đó đến Mỹ, rồi đó đến bọn Pol Pot, rồi đến Trung Quốc, đúng không? Nhưng và đến Nhật nữa, có Nhật nữa. Thì bây giờ Việt Nam hiện nay cũng phải bỏ của quá khứ, hướng tới tương lai. Tức là tất cả những nước, kể cả Pháp, kể cả Nhật, rồi là một Mỹ và một số nước thư hầu của Mỹ, ví dụ Nam Triều Tiên, Philippines, Úc, New Zealand, đấy, thì là Việt Nam mình coi như là sau cái cuộc chiến đấy rồi, mình cũng quên đi, đúng không? Mình không bao giờ hận thù tất cả các nước đó nữa, mà nói chung là tất cả các nước đó, mình ghi cái cuộc chiến đó vào trong cái lịch sử để con cháu mình học. Chứ mình phải biết xóa bỏ quá khứ, hướng tới tương lai. Và có một câu như thế này, không có kẻ thù, không có kẻ thù nào là kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn thôi. Anh công nhận không? Cho nên là chúng nó ở bên kia, chúng nó muốn gây hận thù giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc. Chúng nó moi móc mấy vấn đề quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, đúng không? Chúng nó moi móc cái cuộc chiến biên giới năm 1979, và chúng nó moi móc cái 1000 năm đô hộ của Trung Quốc đối với Việt Nam, để chúng nó gây hận thù đối với Việt Nam Trung Quốc. Mục đích của chúng nó để làm cho hai nước đối đầu nhau và có chiến tranh, thì nền kinh tế Việt Nam sẽ sụp đổ, nhân dân mình lại trở thành nghèo như trước, thì điều đó chúng nó mới vui mừng. Những chuyện này thì anh em mình phải vạch trần những cái âm mưu của chúng nó ra, để cho nhân dân biết, và để cho một số bà con Việt kiều bên kia biết. Thì bây giờ em mới nói anh là bây giờ Việt Nam bán cho Trung Quốc chỗ nào, ở đâu, đúng không? Việt Nam quan hệ Trung Quốc với cái mục đích là hai bên đều có lợi, đúng không? Chứ Việt Nam mình từ ngày xưa đến giờ không bao giờ làm nô lệ cho một nước nào cả. Hiện nay giả sử kể cả Mỹ, kể cả Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Triều Tiên quan hệ tốt Việt Nam, thì Việt Nam quan hệ tốt tốt để mà lợi, để mà ví dụ phát triển nền kinh tế Việt Nam. Nhưng bất kỳ một kẻ thù nào mà xâm lược đất nước Việt Nam, thì nói chung nhân dân Việt Nam chúng tôi cũng đứng dậy đánh đuổi những kẻ thù đấy ra khỏi đất nước Việt Nam. Ví dụ như đó, có một số bọn nó bảo là ngày xưa bảo là đế quốc Mỹ xâm lược với thế này thế khác, ngày xưa xâm lược đất nước Việt Nam, thì nhân dân chúng tôi coi những kẻ đó là kẻ thù, và những kẻ xâm lược chúng tôi đánh đuổi nó ra khỏi bờ cõi, đúng không? Chứ bây giờ ví dụ đất nước Mỹ quan hệ tốt Việt Nam, thì chúng tôi quan hệ tốt với Mỹ để mà hai nước vì lợi ích của hai quốc gia anh ạ, chứ không phải là lợi ích của riêng Việt Nam. Cho nên đừng cứ nghĩ là cái tư tưởng ăn bám ăn xin, thì nói chung là nó có cái từ thời coi như là chính quyền ngụy Sài Gòn rồi, đến bây giờ nó chuyển cho đợt cho F1 F2 nữa. Vâng, bên anh thỉnh thoảng ồn quá. Vâng, bên tôi thì nó gần cái đường ô tô chạy qua, đúng rồi, sát đường ô tô nó chạy qua thì nó ồn thế. Nhưng mà này, tôi thì tôi nói này này, với các bạn hiểu ra này, lịch sử nó đã qua rồi, chiến tranh và lịch sử đã qua đi, chúng ta hãy để vào lịch sử, còn trước mắt là nhìn vào trước mắt và hướng đến tương lai. Do nói chung là kẻ thù của chúng ta thì những ta phải xác định được những kẻ thù nào là những kẻ đang phá hoại đất nước chúng ta, đó là kẻ thù. Còn chúng ta sẵn sàng bắt tay với tất cả những nước trên thế giới để quan hệ làm ăn. Đấy, không cứ nước nào, kể cả Mỹ, trời nước Trung Quốc, tất cả các nước trên thế giới. Tôi nói với bạn này, bây giờ lệ thuộc vào tàu. Các bạn cứ nghĩ là Việt Nam lệ thuộc tàu. Tôi nói cho các bạn một con số. Nó không làm cãi với nó. Không, mình không cãi, mình nói cho người khác, người ta nghe. Chứ những cái thằng này người ta không thể nghe, mình dựa vào cái câu hỏi của nó mình trả lời nó. Các bạn nghĩ rằng hiện nay là đầu tư Việt Nam phát triển là nhờ Trung Quốc à? Tất nhiên là cũng có. Thấy chưa? Việt Nam cũng dựa vào Trung Quốc để phát triển, và dựa vào Nhật, dựa vào Nam Hàn, là dựa vào Mỹ và tất cả các nước để phát triển. Nhưng tôi nói cho tất cả các bạn, ví dụ bây giờ các bạn biết Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam đứng thứ bao nhiêu không? Năm 2017 đứng thứ 9. Thấy chưa? Năm 2018
thì đứng thứ 6 trong tất cả các nước đầu tư vào Việt Nam, đúng không? Thì là bây giờ ví dụ Trung Quốc đầu tư Việt Nam còn sau coi như là Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi là Singapore, Đài Loan, Hồng Kông cơ mà, đúng không? Việt Nam chỉ, tức là Trung Quốc đầu tư Việt Nam đứng thứ 6 thôi. Trong khi đó, tổng số đầu tư của Trung Quốc vào Campuchia chiếm 85% đầu tư của tất cả các nước. Đất nước Myanmar thì là đầu tư của Trung Quốc vào Myanmar là 70% tổng số đầu tư nước ngoài. Thì Việt Nam phụ thuộc Trung Quốc gì? Tuy nhiên, Việt Nam còn là một đất nước đang phát triển. Thì mình hiện nay cái giao thương buôn bán giữa Việt Nam và Trung Quốc đứng đầu thế giới, tôi công nhận, đúng không? Vì là hiện nay cái nền kinh tế của Việt Nam đang phát triển, cho nên cần mua rất nhiều máy móc, bông vải sợi, rồi máy tính, tất cả các thứ. Thì mình mua ở Trung Quốc giá thành nó rẻ hơn, nó phù hợp với lại sự phát triển của đất nước Việt Nam. Nếu mà không mua ở Trung Quốc thì mình mua của Nhật Bản, mua của Mỹ thì giá thành nó cao hơn, đúng không? Thì nên này bây giờ thì làm gì mà Việt Nam có xuất siêu, năm ngoái xuất siêu có khoảng gần 7 tỷ đô la, đúng không? Cho nên tôi mới nói với tất cả các bạn. Đúng. Ví dụ như là cái mà mình nhập siêu của Trung Quốc ấy, mỗi năm mình giảm đi. Ví dụ năm 2017 thì mình nhập siêu từ Trung Quốc là 28 tỷ đô la. Nhưng đến năm 2018 thì mình nhập siêu của Trung Quốc chỉ còn 22 tỷ đô la nữa thôi. Kinh tế Việt Nam phát triển lên thì mình có khả năng máy móc tất cả các thứ thì mình mua ở bên Mỹ cho nó tốt, đúng không? Hoặc là bên Đức cho nó tốt. Đấy. Rồi xin mời anh Siêu. Nói với các bạn này, Lục Tiên vừa rồi là có ông Hùng Diêu Linh này. Cái vấn đề mà những bài nói chuyện những cán bộ mà cũng có thể có những người ta nói đúng, có người ta nói sai, nhưng mà xác định thì phải khẳng định là ai người từ người dân ai cũng hiểu rằng Trung Quốc 4.000 năm lịch sử đối Việt Nam, họ liên tục là có mưu đồ bành trướng xuống phía Nam muốn chiếm đất nước mình, thì chúng ta phải liên tục cảnh giác đấy, không cứ gì với Mỹ mà không cứ với Trung Quốc, với tất cả các nước thì chúng ta đều phải có coi như là vấn đề coi như cảnh giác. Trả lời với lại cái bạn ấy như vấn đề như này. Bây giờ mình sống ở một bên cạnh, mình biết tính nết của thằng bên cạnh, mà mình quan hệ tốt với nó, có lợi cho đất nước, thì là mình mới là giỏi, đúng không? Chứ còn bây giờ ví dụ như Việt Nam và Lào chẳng hạn, là hai nước anh em từ ngày xưa đến bây giờ rồi và vẫn quan hệ tốt, nó không có một cái gì cả, thì chưa phải là giỏi, đúng không? Mình quan hệ với Trung Quốc, mình mà mình coi như lợi dụng vào đấy để mình xuất khẩu hàng hóa, mình để kinh tế phát triển, mình yên bình ở phần biên giới và phía và biển, như thế mới là giỏi, đúng không? Chứ còn như các đúng. Bạn bây giờ các bạn muốn, bây giờ ví dụ như là bạn Hùng Diêu Linh, bạn muốn như thế nào? Muốn là có thể phát súng đánh nhau à? Bây giờ này, cái thằng Trung Quốc nó đầu tư vào Việt Nam thì thằng Mỹ cũng đang muốn đầu tư vào Việt Nam để vượt Trung Quốc. Đấy, nó thẳng đấy. Bản thân thằng Nhật cũng thế, cũng muốn đầu tư Việt Nam nhiều để vượt Trung Quốc. Thằng Hàn Quốc cũng vậy thôi. Mọi nước muốn đầu tư vào Việt Nam nhiều hơn Trung Quốc. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ tôi hỏi các bạn này, cái gì là đầu tư vào Việt Nam hay không, phải cho người Việt Nam xem xét và phải duyệt cho những cái doanh nghiệp nào đầu tư vào Việt Nam để có lợi cho Việt Nam, chứ không phải là ai cũng vào được, cứ vào là bừa. Bây giờ thì ông thử có tiền ngay, ông lưu ly lưu ly, em không có camera em thoát ra đi. Đầu tư là phải do chính phủ Việt Nam duyệt xem cái mục là những cái trường hợp doanh nghiệp nào người ta có khả năng đầu tư Việt Nam, không có camera vận dụng thì Việt Nam mới ký cho vào được, chứ ai cũng vào bừa cả. Ông cứ nghĩ là cứ thế mà vào bừa, còn chúng tôi không. Tôi nói ví dụ như này này, bây giờ tôi sản xuất ra một cái xe, bằng Nguyễn cũng giải quyết ra sản xuất ra một cái xe như nhau, nhưng mà Nguyễn bán rẻ hơn tôi thì rõ ràng là phải mua, các bạn mua của ai, rõ ràng phải mua của bằng Nguyễn chứ không phải mua của tôi được. Vì đúng tôi rồi sản xuất lục tiên mà, nhưng mà giá cả nó cao hơn. Bạn ngu thế, tẩy xe hàng tàu rồi Trung Quốc, tẩy xe hàng Việt Nam, thằng nào chết? Tôi nói đúng rồi. Đấy. Mỹ thì vẫn các bạn bao que ở bên nước Mỹ vẫn hô hào là tẩy chay thằng Trung Quốc, nhưng mà lại tẩy chay thằng Tàu. Đấy. Các bạn bên ghét thằng Trung Quốc nhưng là thích người Tàu. Đấy là các bạn bao que là các bạn thế. Bây giờ thích tôi nói Tàu nhưng mà tẩy chay thằng Trung Quốc. Tôi nói tẩy chay hàng Trung Quốc nhưng mà thích hàng Tàu. Văn Dương Nguyễn em thoát ra, chưa có camera, chưa có. À bây giờ có rồi. Đấy. Rồi. Em cảm ơn anh Siêu. Tôi xin chào bạn Nguyễn và chào tất cả mọi người nhá. Ok. Bây giờ nhé, mấy bạn đối lập với bạn bảo Mỹ ngừng giao thương với Trung Quốc, Việt Nam đẩy tẩy chay luôn. Mẹ,
Cái thị trường Trung Quốc là thị trường lớn như thế mà nick nào nó chả muốn ấy vào. Cho nên các bạn rốt cũng rốt vừa thôi. Rồi xin mời Dung Nhi. Hello, chào anh Bằng, chào tất cả anh chị em trên diễn đàn nhá. Được rồi, thì ông Hùng Diêu Linh có hỏi cái câu nói về tướng Trương Giang Long đúng không? Ông hỏi cái bài nói chuyện đó thì ông phải lên hiểu một điều rằng tại sao cái clip đó nó được đưa ra. Ông tưởng là nhà nước Việt Nam không quản lý được à? Ông Trương Giang Long ông không biết ông đang quay clip như thế, rõ ràng một cái clip được quay rất là công khai như vậy. Thì tại sao mà lại đưa ra? Chẳng qua đấy, nhà nước Việt Nam cũng nắn gân. Thứ nhất là cái clip đấy nó đưa ra là gì? Là nói cho nhân dân biết một điều là nhà nước vẫn, tất cả những tình báo của Trung Quốc đó vẫn còn nằm trong cái vòng quản lý của nhà nước. Và một cái điều nữa là nói cho Trung Quốc biết đó là gì? Là tao đây nắm biết hết. Thế nhưng mà nó không thể đưa ra bằng cái công khai được. Mà chúng ta phải đưa ra cái kiểu như kiểu nó bị dò gì thế thôi. Trung Quốc nó không có cửa gì để mà trách ta. À, thằng Việt Nam này nó cũng biết đó. Còn nhân dân ta biết được, à, đây là một vị tướng công an người ta nói như vậy. Tức là tất cả nằm trong vòng quản lý. Còn cái ngoại giao của Việt Nam từ xưa đến nay, cái truyền thống của cha ông ấy, một cái con người mà muốn làm chính trị tại Việt Nam thì phải hiểu được cái văn hóa của người Việt Nam là gì. Là tay trước thì cầm cái cuốn sách, nhưng nắm đấm thì thủ ở đằng sau lưng. Có hiểu điều đó không? Hay. Muốn làm được cái chính trị tại Việt Nam thì phải hiểu được văn hóa của người Việt, phải hiểu được truyền thống của cha ông. Cho nên đồng tiền Việt Nam thì phải có chữ ký, tôi chưa hiểu sao Vinh Trọng. Tay trước có là cầm một cái cuốn kinh rất là thư sinh nhã nhặn, nhưng đằng sau là thủ nắm đấm. Cho nên là đừng bao giờ cái người Việt Nam đấy, là chúng ta đấy, cái Đảng Cộng sản là cái đảng mà nó là tinh hoa nhất của dân tộc, là chỗ này nó thực kế thừa toàn bộ văn hóa của tổ tiên cha ông để lại, từ cách ngoại giao, cách rồi xây dựng đất nước. Chứ còn cái kiểu mà mấy cái thằng gọi là dạng như kiểu như là bất mãn chế độ này, chả hiểu gì về văn hóa. Anh không hiểu văn hóa thì anh chả bao giờ lãnh đạo cái đất nước đi đến đâu được. Chứ còn nói như bảo là chú Trần Siêu đấy, thực ra không phải là nói đúng nói sai đâu, mà vấn đề là nhà nước biết nhả cái gì. Nhà nước biết nhả cái gì và biết giữ cái gì. Đấy. Thằng Trung Quốc nó chơi Việt Nam, nó cũng toàn đưa các tướng tá lên mặt báo nói với cái tư cách là phát biểu cá nhân. Chứ nó đâu có, nó Bộ Ngoại giao nó đâu có lên tiếng là nó phản đối Việt Nam cái này, phản đối Việt Nam kia đâu. Rồi. Hoặc là dọa dẫm Việt Nam này đâu. Thì ta cũng phải chơi ngược lại. Trên biển Đông Trung Quốc chơi các tàu hải giám bằng các cái người đánh cá, chúng ta cũng chơi bằng tàu cảnh sát biển, cũng là cũng tàu chơi, đúng không, tàu và như... cũng bằng ngư dân vươn khơi bám biển. Đấy, đóng như tàu sắt vươn khơi, nó phải hiểu được đến như thế. Chứ còn cái cỡ như các ông lý luận chả có cái gì hiểu cả. Chơi với nước bất cứ nước nào mình phải hiểu văn hóa của nó và mình phải có cái sách lược, có như thế mới giữ được đất nước. Chứ còn cái loại mà bất mãn chế độ, những cái loại các ông ấy làm, tôi nói với bạn Tiên Lê này, làm lãnh đạo người ta phải khôn khéo, bạn mới hiểu cái từ khôn khéo đúng không, chứ bây giờ chẳng thằng nào nó lật bài ngửa ra hết. Cho làm chính trị như vậy, thế cho nên là mà đầu óc bạn nó chỉ với mức độ như thế thôi, đúng không? Cái đất nước nào mà nó chẳng như vậy, kể cả là thằng Mỹ cũng thế thôi. Thằng Mỹ nó đến Việt Nam nó hào hứng, nó vỗ tay, nó hoan hô lọ kia, nhưng chúng ta cũng phải biết được đằng sau nó là cái gì, phải biết được đối phương. Còn tao nói cho tất cả mọi người biết này, nếu mà nói đấy, chống có nghĩa là gì? Chống có nghĩa là sợ. Chống có nghĩa là một cái biểu hiện của sợ. Mà một cái con người sợ thì không làm được cái điều gì. Một người Hàn Quốc khi họ xây dựng trên cái tòa nhà mà bây giờ tòa nhà cao nhất của Hàn Quốc là Losmon, tức là cái tòa nhà. Bây giờ tôi hỏi các bạn này, các bạn nói là tay trước cầm sách, tay sau củ nắm đấm. Tôi nói các bạn, bây giờ Việt Nam kẻ thù của Việt Nam là ai? Tại sao Việt Nam sắm nhiều vũ khí, nhiều tàu ngầm như thế? Nhằm mục đích gì? Nhằm phung thủ đất nước. Nhưng các bạn giả sử các bạn ấy, ơi đất nước như có thế giới ta nhiên bình, mình mua gì tốn tiền vậy, đúng không? Chi 2% GDP để mà cho quân đội làm cái gì? Đấy, cho nên là nói chung là một số bạn ấy, thì nói chung bạn hiểu cho tôi, hiểu đến đó thôi. Rồi xin mời. Còn nói cho từng Nguyễn Khanh Nguyễn này, cái dạng phản động mà tao nói thật là bất lương, nhưng bất lương với kẻ thù, bất lương với đối thủ, chứ nó lại là có là
đang bảo vệ cái lợi ích của dân tộc thì chúng ta mới càng phải tôn trọng những con người như thế. Còn cái loại chúng mày đấy, ừ, lúc nào cũng là thằng đầy tớ trung thành của nước Mỹ thì thôi, mày cứ làm đầy tớ trung thành của nước Mỹ đi, làm đầy tớ trung thành của ngoại bang đi, ai cấm đâu. Muốn làm gọi là quân tử gì đó, làm đi. Thằng Mỹ nó sai như nào làm như thế, thằng Trung Quốc nó nói sao làm vậy, làm đi, không ai cấm. Nhưng với người Việt Nam, tao vừa mới nói chuyện một cái bài đấy là văn hóa Việt Nam là cái văn hóa phải nói là tiến bộ và hiện đại, đầy đủ tính chân thiện mỹ nhất ở trên cái nền văn hóa châu Á. Nhờ có cái đó mà dân tộc Việt Nam vượt qua hết cơn sóng này đến cái cơn bão khác. Một cái con người không có được cái tính chân thiện mỹ, không có đủ năng lực ý chí thì sẽ luôn gục ngã trước những cám dỗ hoặc là những cái hiểm họa. Thì cái đất nước, cái dân tộc cũng vậy. Nhưng dưới cái bàn tay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì rõ ràng là cái đất nước Việt Nam đã được thử thách qua tất cả những cái gì khó khăn gian nguy nhất của lịch sử, họ vẫn phát triển. Thì không có lẽ đất nước đang phát triển họ lại giao cho người khác. Cái thời kỳ khó khăn gian nan nhất, cái thời kỳ bo bo, cái thời kỳ bị thế giới xa lánh, cái thời kỳ bị một mình phải chống cả gần như là cả thế giới đó, mà cuối cùng họ vẫn cứ đứng vững và vượt qua. Thì đến ngày hôm nay đang trong lúc đơm hoa kết trái, tự nhiên lại bỏ giao cho Tàu á, làm gì có chuyện đó. Nói chung là trong những lúc khó khăn nhất thì nói chung là Đảng, Chính phủ và Nhà nước và cùng nhân dân mình đã vượt qua rồi. Đến bây giờ coi như đời sống nhân dân coi như ngày càng được nâng cao, đất nước hòa bình yên bình này. Mà chúng mày bảo là coi như đất nước Việt Nam coi như giao cho Trung Quốc. Mẹ, đúng là mấy thằng điên không biết một cái gì hết á. Hàng Trung Quốc lấn át hàng Việt khiến doanh nghiệp trong nước phải điêu đứng. Bà mẹ mày, bây giờ cái cuộc sống, cái kinh tế nó là kinh tế gì? Là thị trường mở. Mày luôn luôn nói rằng là Việt Nam phải đi theo hướng tư bản. Tư bản có nghĩa là gì? Tư bản là tự do. Phải cạnh tranh. Phải cạnh tranh. Là phải cạnh tranh. Thế thì bây giờ mày ẳng cái gì? Mày đòi cái gì nào? Còn muốn phát triển đúng không? Mày là cái thằng chính là mày phải là cái loại mà phải đi làm để mà cạnh tranh này. Mà phải sản xuất hàng hóa để cạnh tranh này. Chứ nhà nước đâu phải là thò tay vào làm sản xuất hàng hóa cho chúng mày. Coi như là Việt Nam trong khi suốt ngày chỉ lên cào bàn phím phản động, mà cuối cùng đòi nước Việt Nam phải có sản phẩm. Ở đâu ra có cái chuyện đó vậy ta? Mà ông muốn thúc đẩy cái ngành sản xuất trong nước này coi như phải cạnh tranh bên kia, nghe chưa? Thì ông phải mở cửa ra, cho nên Việt Nam mới tham gia 14 những cái hiệp định nhá, đối với trên thế giới bắt buộc những doanh nghiệp Việt Nam này phải vươn mình lên. Chứ ông không thể ngồi mà yên phận thủ tường được. Muốn đất nước phát triển nó phải như thế, đúng không? Chứ bây giờ và đặc biệt cái chuyện thì thôi bây giờ lên nhập hàng Trung Quốc về đi, ok. Nhưng mà mày yêu nước thì mày không mua hàng Trung Quốc nữa, mày tìm hàng bên Việt Nam mày mua. Ai cấm mày đâu? Nhà nước có cấm bảo là phải tiêu hàng Trung Quốc không? Chính chúng mày đi bài hàng Việt xong cuối cùng hàng Việt điêu đứng, mày lại đổ cho chính phủ. Tao nói thật, cái lý lẽ nó như thế nào? Độc đảng độc tài sẽ tự dẫn đến sự tha hóa. Bà mẹ mày, mày chẳng có đảng nào mày cũng sẽ tha hóa biến chất. Tha hóa mẹ mày. Cho nên ấy, là mình nói lên đây mình sợ các bạn hoặc là những người đây ức chế những cái điều nó nói, là thì mình có thể nói các bạn này, nhà nước Việt Nam đấy là luôn luôn dĩ dật đãi đao, có nghĩa là có đầy đủ tất cả những cái chiêu bài, thằng nào đối với tao như nào tao chơi lại như thế, fair play tao chơi fair play, tiểu xảo tao đầy tiểu xảo, đó mới là cái nước Việt Nam. Cho nên là chúng ta đấy nói thật, sống được vào cái thời khắc này của lịch sử là một niềm hạnh phúc, bởi vì chúng ta, cha ông chúng ta đã vượt qua tất cả những gian nguy rồi. Bây giờ là chúng ta xây dựng và chúng ta sẽ hưởng thành quả của chúng ta. Còn bây giờ nói đơn giản một câu thôi. Nếu như mày cảm thấy tẩy chay Trung Quốc hay nọ kia, mày đừng bao giờ, mà tao thậm chí tao nói thật mày, cái cỡ những loại như chúng mày đấy, trong tay đang cầm điện thoại của Trung Quốc. Mày đang cầm cái điện thoại của Trung Quốc và sử dụng mạng Facebook xong bắt đầu lên cào phím chửi đảng này. Thì tao hỏi mày yêu nước chỗ nào, tẩy chay Trung Quốc. Trung Quốc chỗ nào? Đó, tao nói chỉ đơn giản vậy thôi. Còn mày nói ở cái đất nước Việt Nam tha hóa biến chất, tao chả thấy đâu tha hóa cả. Con người vẫn sống bình thường. Những cái ngày vui của đất nước, ngày vui của dân tộc họ vẫn hò hét, vẫn ca hát, vẫn vui chơi. Có cái gì mà gọi là tha hóa? Hàn Quốc này, bây giờ hiện nay đang nổi lên cái tệ nạn gọi là K-pop này. Một cái sự hào nhoáng của K-pop đấy, đằng sau nó là gì? Là những cái vụ khủng hoảng về tình dục, có thể nói là khủng hoảng về tình dục, mà nay chính tổng thống Hàn phải đích thân ra lệnh điều tra về cái vụ sự căng đan tình dục ở trong K-pop này đó.
đằng sau sự hào nhoáng đó, đó là đánh đổi bằng thân xác. Lúc này chúng mày kêu cái gì? Đó có gọi là tha hóa biến chất không? Còn nói ở Việt Nam con gái đi làm điếm đi nọ kia, xin lỗi mày, bên Hàn Quốc này có những phố gái, có những phố nhà kính. Ở bên Mỹ đấy, gái điếm được còn còn phải đóng thuế kìa. Hà Nam kìa, cái phố gái Amsterdam của nó kìa. Đấy, thì chúng mày bây giờ chúng mày nói làm sao? Hả? Chúng mày cãi cái kiểu gì? Ôi rồi ôi, con này cái ông Ngọc Lan Nguyễn thế mà ông cũng chơi và dám vào đây, ông còn mang công ty Sài Gòn. Bia Sài Gòn đã bán bản quyền cho Trung Cộng rồi kìa. Mày khổ lắm. Này bố, Bia Sài Gòn nó nói Sapeco bán cho Thái Lan. Trời. Thôi được rồi, cứ cho là bán cho Thái Lan hay Trung Cộng thì nói nhanh cho buông như này. Mày trước đây bia, công ty bia nước giải khát là của nhà nước, và chúng mày cũng không thích nhà nước làm kinh tế đúng không? Chúng mày thích tư nhân đúng không? Thì bán đi. Bán đấy. Còn nếu chúng mày không ủng hộ nó vì nó là của Trung Quốc, đừng uống bia Sài Gòn nữa, đừng uống bia Sapeco nữa, cho nó xuống đi. Sau lại bán lại cho người Việt. Chứ việc ẵng cái gì? Tất cả số phận, tất cả vận mệnh của đất nước, của bản thân chúng mày đang nằm trong tay chính chúng mày. Mà chúng mày cứ đổ đảng thôi. Là cái kiểu gì đấy? Mẹ coi như là Formosa cũng quả Trung Quốc, bán bia Sài Gòn cũng quả Trung Quốc. Mẹ đúng là đầu thế mà vào đây đòi con măng rồi tranh luận. Sapeco bán cho bên Thái Lan cho nên để có 110 tỷ. Để em 110 nói em tỷ. Giải thích cái từ chống này cái. Có nghĩa là gì? Em kể cho mọi người nghe một câu chuyện như này. Trên những cái đài truyền hình của Hàn Quốc nó có quay những cái cảnh những cái người xây dựng đấy, những cái công nhân xây dựng nó xây dựng trên những cái tòa nhà cao 400-500 mét đó. Các bạn phải lên nhớ có những cái kỳ tích đó thì phải cần những cái con người đủ gan dạ. Và khi họ phỏng vấn những cái người đó, họ đi trên những cái ống, những cái thanh sắt rất là nhỏ trên cái độ cao 400-500 mét đó. Người ta hỏi có sợ không? Và lúc đầu cũng hơi sợ, nhưng mà nghĩ cho cùng sợ thì đã làm được cái gì? Nên chúng ta cứ lúc nào cũng mở miệng chống nước này, chống nước kia. Đó là khi các bạn có tư tưởng chống là các bạn đang sợ. Mà một khi các bạn sợ thì các bạn sẽ không làm được cái gì. Các bạn sợ đó thì đi buôn các bạn sợ thua, sợ lỗ. Đi vào công ty làm các bạn sợ tai nạn lao động. Đi làm bất cứ điều gì các bạn đều sợ hết. Này Bang Vũ này, bây giờ tôi nói cho bạn nhé. Cái đường sắt, bây giờ cái đường sắt trên cao, coi như Hà Đông Cát Linh, do Trung Quốc đầu tư. Đường sắt đầu tàu điện ngầm mà coi như là bến Thành Suối Tiên cũng cho Nhật đầu tư đấy, các bạn thấy không? Bên Nhật nó cũng vậy cho các bạn đừng trên quốc. Để em trả lời cho anh Bằng Vũ cái câu này. Không, mình xin lỗi, mình ở Thành phố Hồ Chí Minh, mình biết cái công trình này. Bạn có biết công trình đường Hoàng Sa Trường Sa là cái kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè do ai làm không? Bạn Bằng Vũ cho Trung Quốc đấy. Đấy bây giờ bạn thấy về bạn đi đường Hoàng Sa Trường Sa, bạn về Thành phố Hồ Chí Minh, bạn đi hai đường đó đẹp không? Ngày xưa như thế nào? Mà bây giờ trước không, tốt không? Nước nuôi tất cả các thứ dần dần trở lại trong xanh. Mà Thủ tướng Canada còn chạy bộ buổi sáng dọc đường Trường Sa nhá. Nói bạn Vũ, đấy là tôi chỉ biết những công trình đấy thôi. Còn thứ hai, bây giờ mình nói thêm một công trình nữa cho giải thích cho bạn Bang Vũ biết. Cái khai thác bauxite Tây Nguyên cũng do Trung Quốc đầu tư, đúng không? Đầu tiên Quốc hội coi như họp lên họp xuống, coi như hết kỳ nọ thì kỳ sau cùng giao cho Trung Quốc đầu tư. Đầu tiên dự án sẽ bảo là sẽ lỗ trong 5 năm nhưng mà chỉ đến năm thứ 3 thôi, và từ năm thứ 3 trở nên là còn đã có lãi rồi, và hiện nay rất hiệu quả. Bauxite Tây Nguyên tôi giới thiệu với bạn, tôi biết hai dự án đấy đấy, cho còn không biết có dự án nào Trung Quốc đầu tư, bạn lấy dẫn chứng thôi. Rồi bây giờ nói đến dự án thì bây giờ em nói như này, thực ra Việt Nam mình là đang trong thời kỳ xây dựng và phát triển, và chúng ta cần cái hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng rất là nhiều. Thì chúng ta có những cái phần vay ODA hoặc là vay dạng như kiểu là vay được hỗ trợ đó. Thì vay đấy, cái chuyện làm ăn kinh tế giữa đất nước với đất nước, quốc gia với quốc gia đó, các bạn nên nhớ vay cũng phải vay hữu nghị nhá, vay để tạo cái sự hữu nghị. Chúng ta vay của Nhật rất nhiều, nói thật Việt Nam là một trong những nước được Nhật đầu tư ODA nhiều nhất. Tức là Nhật là ODA. Tôi bây giờ bạn Nguyễn Đăng, tôi không biết hiện tại đầu tiên là do Trung Quốc đầu tư. Để em nói ra nào. Chứ nói xong anh, cái chuyện mà các bạn cứ nói, để tôi nói cho các bạn nghe. Chúng ta có vay của Trung Quốc, và khi mà chúng ta vay vốn ODA thì tức là chúng ta phải kèm theo cái điều kiện là phải chấp nhận nhà thầu của họ. Thì đây đồng ý với các bạn là có những cái chỗ lúc chúng ta phải nhún nhường, vì đây là cái phần ngoại giao.
Thế nhưng mà có những cái dự án mà chúng ta quản lý tốt thì nó làm rất tốt, và có những dự án mà gặp phải nhà thầu nó không tốt chẳng hạn thì nó bị có vấn đề này vấn đề kia. Nhưng trên tổng tất cả các cái khoản vay của Việt Nam đấy và của Trung Quốc nó chỉ vào khoảng 7 tỷ USD. Nhà nước nói nó hoàn toàn nó nằm ở trong vòng khống chế. Chúng ta phải hiểu. Và ngay kể cả bây giờ có cái đường cao tốc giữa Hạ Long và Móng Cái đó khoảng 7.000 tỷ. Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh nó từ chối vốn vay của Trung Quốc luôn. Kêu gọi toàn bộ vốn của trong nước. Và người ta đang bắt đầu làm cái con đường 90 km từ Hạ Long ra Móng Cái. Đó. Khi chúng ta từ chối được, chúng ta sẵn sàng từ chối. Nhưng có những lúc chúng ta cần quan hệ ngoại giao vì thiệt cái chỗ này nhưng lợi chỗ kia. Và nó di du tất cả là vì lợi ích dân tộc. Cho nên các bạn đừng có nhìn thấy một vài cái dự án xong bắt đầu các bạn quay ra các bạn bất mãn nó kia. Ở trên đời đấy, tôi nói thật các bạn chơi với bạn thôi. Bạn lúc nào cũng tính lợi, bạn lúc nào cũng tính khôn, chẳng chẳng đéo nào chơi với mình. Đây là nhân cách. Các bạn cứ tưởng các bạn khôn một mình à? Thế giới này không ai khôn được một mình cả. Kể cả là trong cái cuộc sống bình thường thôi mà chơi với bạn bè lúc nào mạnh tính khôn á, thì xin lỗi, lách đi, chơi một mình đi. Tôi nói với bạn là xin lỗi, mình nói bạn Bang Vũ này như này này. Nói chung khi đầu tư ra thì có dự kể cả như bạn đầu tư ra thôi, có dự án lỗ, có dự án lãi. Bây giờ ví dụ tôi nói với bạn, ví dụ như dự án mà Sơ Sợi Đình Vũ ở do kiểu Tổng Công ty Dầu Khí Quốc gia đầu tư, đúng không? Bạn đầu tư sơ sợi đúng không? Rất đúng. Nhưng mà khi đầu tư xong thì hiện nay mới sản xuất ra cái sợi xung tất cả thứ cho ngành dệt may ấy. Thì nói chung nó sợi giá xuống rất là thấp. Cái đấy có dính dáng gì đến Trung Quốc không? Đấy do thị trường, đúng không? Hoặc nhà máy sản xuất cồn, chung là, bạn Bang Vũ nói thế thôi. Nói chung đấy. Là các ông gần đây đấy, báo chí có lôi ra một vài dự án, một vài dự án gọi là nhà nước làm ăn thua lỗ. Bà mẹ trên đời này các ông cứ tưởng là đi làm ăn kinh tế là đầu tư phát có lãi ngay à. Trong khi mà có nhiều khi đấy, cái chính cái chuyện mà nhà nước nhiều khi là quản lý chặt quá, thành ra là những tập đoàn họ mất đi cái tính tự chủ, dẫn đến là gì? Dẫn đến là nó mất cái cơ hội, nó vượt qua mất rồi. Nên chúng ta cũng phải hiểu được. Nói chung là làm ăn mà nó có lỗ có lãi. Nhưng mà cái lỗ đó nó nằm ở cái năng lực, nó nằm ở cái điều kiện hoàn cảnh, hay là nó do tiêu cực. Nên nó phải tính, nó phải nhìn. Tiêu cực thì nhà nước có xử hay không, cái đó là cái quan trọng, chứ không phải là ngồi vạch ra đó để rồi mà nhìn cái cuộc đời nó toàn màu xám. Ngay chính anh thôi, anh cầm cái đồng tiền của anh hoàn toàn là trong sạch, nhưng cũng nhiều khi anh thua bỏ mẹ, anh đang lỗ bỏ. Trả lời Nguyễn Khang, mình chỉ cần mình trả lời các câu hỏi thôi. Mình an toàn phá hoại nước trở nên tụt hậu chỗ nào, an toàn phá hoại cái gì, đúng không? Thực chủng nhiễm độc tràn lan, đạo đức xuống cấp, trời ơi, làm một tràng đại hải. An toàn phá hoại là cái gì? Tụt lùi ở đâu? GDP mà phát triển coi như hàng năm phát triển thuộc dạng cao nhất thế giới 7.08%. Tụt lùi ở đâu? Kinh tế tụt lùi chỗ nào? Bây giờ mày cứ buộc tội cho người ta đấy, đúng không? Mày buộc tội người ta phải chỉ ra cái điểm. Đấy, ví dụ như an toàn phá hoại chỗ nào? Ví dụ ở đâu? Đơn giản như Hà Nội ngày xưa đấy, là Mỹ đã đưa về thời kỳ đồ đá, đúng không? Chính Mỹ nói là sẽ đưa Hà Nội về thời kỳ đồ đá, đưa miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá đó. Thì bây giờ mày nhìn ở miền Bắc nó bây giờ đang đồ đá hay là đang đồ đất sét? Bởi vì nó ăn hết đá thì còn đất sét. Đấy, mày nhìn lại đi, xem nó bây giờ nó là như thế nào. Đấy, đúng không? Phá hoại chưa? Đó, đúng không? Thực phẩm nhiễm độc tràn lan, đúng không? Thực phẩm nhiễm độc thì bây giờ nói đúng, cái quản lý thị trường Việt Nam bây giờ nó vẫn còn chưa tốt, đồng ý. Thế nhưng mà bây giờ một người dân muốn đấu tranh đó thì con người nó phải tham gia vào cái việc quản lý đó. Ví dụ gặp phải cửa hàng nào bán thịt thực phẩm độc hại, chúng ta cứ tố lên cảnh sát, báo công an cho họ đến đây, đồ của anh đây. Dân dân nó phải là gì? Nó lúc nào ở nhà nước Việt Nam cũng có câu gì, toàn đảng toàn dân toàn quân chúng ta cùng nhau tiêu diệt cái tệ nạn này. Mà cái đảng gì thì làm, dân thì thôi thì cứ gù khù khà thì phải chịu thôi. Tôi nói bạn tại sao còn... tại sao có cái dự án treo, gọi là cái dự án đi trước, đúng không? Người ta phải tính toán cái dự án trước, nhưng mà bây giờ người ta chưa làm đến, chưa có tiền, hoặc là nói chung là người ta làm dần dần. Không, cái ví dụ như là có những dự án thì làm sao cố gắng là ví dụ vốn treo 1-2 tháng, treo một vài năm, ví dụ ok treo 1-2 năm chờ vốn chờ viết,
Thế sau đó cái chuyện quy hoạch, tôi nói các bạn ngay trong cái ngôi nhà của bạn, các bạn cũng phải chuẩn bị ở cái vườn của mình sau này làm cái gì. Thì khi các bạn chưa thực hiện được thì cái gọi đấy là cũng là dự án treo. Các bạn không làm gì trên cái vườn đấy được, chỉ trồng rau, trồng vớ vẩn thôi. Thì nhà nước cũng mong nhà nước ví dụ như có những dự án treo, đừng để treo quá lâu làm ảnh hưởng đến bà con. Đó thì cái chuyện đó nó có, nhưng mà đất nước nào chả có dự án treo. Bà mẹ bên này có những con đường nó làm. Bạn Đăng Vũ ơi, vừa rồi là bạn nghe thông tin là người ta đầu tư, Trung Quốc đề nghị đầu tư 60 tỷ US vào đường sắt cao tốc, chứ không phải đường sắt. Không phải đường bộ nhá. Tôi nói với bạn, đường bộ hiện nay Việt Nam sẽ làm từ từ. Đầu tiên sẽ làm đến cái đoạn, em không nói từng đoạn một, từng đoạn một. Vì sao có những dự án thua lỗ chất lượng kém đầu tư mà còn nhận họ làm nhà thầu lớn hơn đường cao tốc Bắc Nam. Chưa nhận, nó mới là công ty ở Trung Quốc người ta mới đặt vấn đề đề nghị thôi. Báo anh đọc báo chí để đọc cho nó cẩn thận, chứ đừng lên diễn đàn này tuyên truyền rồi lại bị ăn phang. Có nghĩa là báo chí người ta viết là rõ ràng đấy là có những có một cái đối tác bên Trung Quốc họ đặt vấn đề, tức là họ đặt vấn đề cơ mà. Họ đọc cho kỹ cho rõ. Bây giờ Nguyễn Khang, bạn thích thì tôi mời bạn lên, bạn lên tranh luận từng vấn đề một. Đấy, bạn vấn đề ăn bẩn, ăn bung, độc hại, ung thư như thế nào? Tôi thì chỉ nói như này thôi. Bây giờ dưới cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản mà đòi từ bố bạn ấy, là cái bố bạn là đầu bù răng bựa, cả ngày chả biết cái kem đánh răng là gì, mà đến đòi bạn là bây giờ có smartphone để lên Facebook. Đó thì là đấy là sự tiến bộ, đấy là rõ ràng là do nhà nước, do Đảng Cộng sản, do chính phủ, do nhà nước Việt Nam đã tạo cho bạn được một cái cơ hội như vậy. Còn bạn biết ơn hay không biết ơn thì thôi để phải chịu. 96 triệu dân thì đâu nó cũng phải có vài con chó, nó ăn quả nhưng nó không nhớ kẻ trồng cây, thì bây giờ mình phải chịu thôi, đúng không? Nhưng còn tôi là tôi rất biết ơn đời của cha tôi đấy, là nói thật, từ khi mà tôi bắt đầu biết nhận thức thì cha tôi ăn cơm rau muống, ăn cơm cà, ăn cơm khoai, đến bây giờ thì cuộc sống đầy đủ, sống trong căn nhà 3 tầng đoàng hoàng tử tế. Rồi tivi thì smart thử tivi. Đó. Chả phải làm gì đến đời. Đến đời chúng tôi thì được dùng cả iPhone X. Máy vi tính đầy. Đúng rồi. Smartphone thì mấy cái này. Đấy. Đó các bạn thấy đó. Đấy là sự tiến bộ. Máy vi tính như ở bên dưới này. Nước Mỹ đã được như ngày hôm nay nó được 300 năm hòa bình. Còn thực sự Việt Nam chúng tôi mới được có hơn 20 năm hòa bình. 25 năm. Tức là từ sau khi bị được Mỹ gọi là dỡ bỏ cấm vận thì 25 năm là bắt đầu là hòa bình, ổn định và phát triển. Đấy, thế mà đến được có ngày hôm nay rồi, không còn đòi hỏi được hơn nữa. Còn các bạn muốn hơn đúng không? Các bạn cố gắng đi. Còn các bạn muốn chống cộng sản, đi ra gọi là gặp ông đảng viên, gặp ông cộng sản nào các bạn chống đi. Lên diễn đàn này chửi bới làm cái gì, kích động làm cái gì. Việc của mình thì mình phải làm, đừng bắt người khác làm thay. Đúng không? Các bạn cứ tự chống đi rồi người dân thấy các bạn yếu đuối, các bạn thương các bạn thì người ta ủng hộ. Còn các bạn vào đây kích động chỉ làm cho họ khó chịu thôi. Cái thù của bạn, thù của cha bạn với lại ai đó thì các bàn phải tự giải quyết. Đeo ai cứ đi kêu gọi đàn em về để mà xử lý. Tiền thì không có. Nhà nước chỉ tạo điều kiện cho các bạn làm ăn thôi. Còn cái chuyện các bạn làm như thế nào do các bạn thôi. Chứ còn xã hội nào đâu cứ đem tất cả các thứ đổ. Nhưng mà khổ lỗi thì thằng nào cũng thế thôi. Thì mẹ thầy đi học thì toàn học đã rốt rồi, xong bắt đầu bỏ học, trốn lên trốn xuống, đầu bù răng bựa, xong là cãi thầy như chén chả, cãi cô như băm viên. Đến khi mà sau này bắt đầu là không có bằng, có cấp, không xin được vào chỗ này chỗ kia làm việc, bắt đầu ngồi cay cú, nghiến ngấm cuộc đời. Lạ. Đó. Cho nên là bây giờ ví dụ nếu mà các bạn muốn coi như là làm giàu trong cái này, thứ nhất thì các bạn phải học hành, các bạn trang bị cho bạn các bạn một kiến thức, sau đó như là các bạn ra đời thì các bạn phải nhanh nhẹn hoạt bát thì các bạn dễ thôi. Ví dụ như cuộc đời như tôi chẳng hạn, ngày xưa tôi thì sống ở vùng quê, ở vùng Bắc Bộ, coi như là tưởng là chết đói, nghèo lên nghèo xuống, nhưng mình thấy cái khổ như thế mình phấn đấu, mình học hành, đúng không? Sau đó mình tốt nghiệp đại học, sau đó ra đời thì bây giờ về cuối cuộc đời rồi, cho nên mình ngồi mình hưởng thụ thôi, thỉnh thoảng live stream nói chuyện với tất cả các bạn, đúng không? Vui vẻ, hạnh phúc. Ngay kể cả đến cái chuyện một ông phó thủ tướng Đức người Đức gốc Việt, ông ta về Việt Nam làm việc. Đúng. Rồi ba que bên kia nó cũng xuyên tạc ông này là cánh tay lối dài của Trung Cộng. Thua. Tao thua luôn đấy. Không có cái gì chúng mày, sao Việt Nam tao đen đủi vậy ta, cứ thằng nào hợp tác với tao thì đều là có kẻ là cánh tay lối dài của Trung Cộng.
đô la Trump sang có mày có gọi là cánh tay lối dài không ta? Cho nên là cái đầu óc ấy bỏ bớt cái sự ảnh hưởng ra. Đấy, bỏ bớt cái tính ghen ăn tức ở ra. Tự làm đi, tự nhìn mình có cái gì. Rồi mình bắt đầu mình đem ra mình buôn bán với cuộc đời xem nào. Lục lại xem mình còn cái gì nào, có cái bằng cấp 2, cấp 3 nào bỏ ra. Hay là mới chỉ là tốt nghiệp cấp 2. Đúng rồi. Rồi đem ra buôn bán với cuộc đời xem nào. Còn sức trâu bò gì không, đem ra cày đi. Chứ đừng có lên đây bàn phím cào làm gì. Nó nói thật. À, đi. Mày không làm gì lỗi đâu. Em okay. Nói chi với xong nhiều nhiều Châu Huỳnh nhé. Rồi. Okay. Rồi chào tất cả mọi người nhé. Rồi, chúng ta sẽ mời. Rồi, đang đưa Châu Huỳnh. Rồi, xin chào Phạm Trâm. Dạ, em rồi. Chào anh Bằng của diễn đàn. Rồi, xin chào. Em chào tất cả mọi người trên diễn đàn của nhà anh Bạn Nguyễn. Thế thì cho em chia sẻ về cái nội dung về nói về cái vũ khí. Khi mà nghe Tổng thống Mỹ Trump qua Việt Nam nói đến muốn nhà ý rằng là bán tất cả các loại vũ khí mà khi Việt Nam cần. Đấy. Và em đọc trên một số trên diễn đàn và cũng như một số cái trang của rất là nhiều các bạn ở trên cộng đồng Facebook cũng đề rất là quan tâm và muốn cho rằng là Việt Nam mình cảm thấy nhiều người rất là hồ hởi đấy, và đặc biệt là một số cái gọi là dân chủ cuội đấy, và cũng như là một số bên hải ngoại. Thế thì Châu Huỳnh xin chia sẻ với mọi người là về cái nhận định của mình thôi, để chủ quan của mình, và cũng như là đây nó đúc rút từ trong cái kinh, đúc rút từ các cái lịch sử để lại trên cơ sở mà bài học đã có ra ở một số nước trên thế giới để nói rằng tất cả những cái mà hồ hởi đó đúng đấy rồi. Nó không phải rằng là dễ dàng như các bạn nghĩ đấy. Thì em chia sẻ như vậy được không anh? Okay. Anh Văn Nguyễn. Ok. À dạ, thì cho em xin phép em chia sẻ cái suy nghĩ của mình như thế này này. Như các bạn đặc biệt trong tất cả các cuộc chiến tranh nào cũng vậy. Cái yếu tố con người là quyết định. Đấy, nhưng cái vũ khí, khí tài và trang thiết bị khác á là một là cũng đặc biệt quan trọng. Đấy. Thì đây là hai cái yếu tố này nó luôn đi song hành với nhau và nó quyện chặt với nhau. Đấy, như chúng ta đã biết được trong hai cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp và chống Mỹ cũng vậy. À, giữa ngoài yếu tố con người của nhân dân ta ra cũng phải cái vũ khí là cái sự viện trợ của các nước. Đấy, của các nước dù Liên Xô, Trung Quốc và các nước phe xã hội chủ nghĩa trước kia. Đấy, để chúng ta có cái phương tiện từ cái vũ khí trang bị, từ cái khẩu súng AK rồi đến cái quần áo trang bị đến các tên lửa, máy bay, xe tăng tất tần tật. Đấy, thì được cái sự đó là về vũ khí, giữa con người và vũ khí nó có sự quan hệ rất là bền chặt như là như vậy. Thế thì như các bạn đã biết cái bài này lịch sử mà một bài học. Theo chú Huỳnh nghĩ rằng là đối với Việt Nam chúng ta, không những Việt Nam chúng ta và đối với trên thế giới cũng vậy. Đấy, các bạn biết được rằng là năm 1982 cái sự tranh chấp quần đảo là Phan Ca Lan giữa Anh và Argentina. Đấy, trong khi đó Argentina là mua vũ khí là của Pháp. Đấy, mua vũ khí tên lửa chống hạm của Pháp là Esoket. Đấy. Thế thì khi xảy ra cái cuộc chiến tranh chấp bạn quần Pháp đảo này, bạn nói sai. Dạ. Cái này nhá, Châu Huỳnh có biết cái chỉ số hạnh phúc của Việt Nam không? Năm 2018 vừa rồi, một cái tổ chức của chính phủ Anh. Dạ, cái này anh đúng không? Chỉ anh số hỏi đột ngột quá em không nhớ được anh đấy. Bạn cái bảo đây báo Tuổi Trẻ, báo nào? Tuổi Trẻ online hay cái tuổi trẻ đầy đủ nhá. Dạ, em chia sẻ tiếp ạ. Rồi. Thế thì là khi mà nổ ra cuộc chiến tranh này á, chiến tranh giữa Pháp và Argentina thì Pháp đứng về phía Anh. Đấy, Pháp đứng về phía Anh. Thì khi Pháp đứng về phía Anh rồi thì Pháp đã cung cấp cho phía Anh tất cả các dữ liệu của các cái quả tên lửa đó.
Đấy. Nói chung là theo mình nghĩ này, xin lỗi chú Huỳnh, mình đi vào vấn đề ấy nhé. Chứ còn nói về vấn đề kia thì mình nó tạt qua một tí rồi. Nhưng vừa nãy mình nói về vấn đề biển đảo thì mình nói về cái quần đảo Manipat tranh chấp giữa Argentina và Anh nhé. Dạ không, anh không hiểu ý em nói. Em muốn nói là cái đang nói về cái vũ khí Việt Nam mua đây. Em muốn dẫn dắt cái vũ khí đang mua anh. Manipat đó là tiếng Anh, em nhớ em đọc là Manipat đó là tiếng Bồ Đào Nha anh ạ. Còn tiếng Anh là Falkland mà anh. Em muốn chia sẻ là em dẫn dắt đến cái vũ khí của Việt Nam, nếu anh cho phép thì em chia sẻ, còn không thì em không gì, tức là mình cũng anh không hiểu ý em nói rồi. Gọn vấn đề thôi. Em gọn vấn đề là như thế này. Nói tóm lại, khi mà xảy ra cuộc chiến tranh giữa Argentina và Pháp, mà trong đó Argentina và Anh, thì Argentina mua vũ khí của Pháp, nhưng Pháp lại bán cái dữ liệu đó, cái bí mật của vũ khí đó cho Anh, và đồng thời cấm vận Argentina về vũ khí. Thì lúc này á, là Argentina lần đầu thì áp đảo Anh, nhưng sau này bị cấm vũ khí, cuối cùng là đã bị Anh áp đảo lại, thì quần đảo đó Anh lại chiếm của Argentina. Vì vậy, cho Huỳnh muốn chia sẻ với mọi người ở đây một góc độ như thế nào khi chúng ta mua vũ khí của Mỹ. Đấy, đối với nhà nước chúng ta phải nghĩ đến cái đoạn đó. Tôi muốn dẫn dắt với mọi người, đây là một bài học đối với người Việt Nam. Nên như vậy các bạn đừng có nghĩ rằng hồ hởi rằng là Mỹ nó bán việc vũ khí cho Việt Nam nó sẽ vô tư. Liệu sau này nếu chúng ta xảy ra cuộc chiến tranh tranh chấp hoặc là bảo vệ lãnh thổ nào đó, thì chúng ta tập trung mua vũ khí của Mỹ, thì lúc đó Mỹ cấm vận chúng ta về vũ khí thì chúng ta xử lý như thế nào? Đấy, tôi muốn nói rằng là các bạn hồ hởi, các bạn vui mừng, và một số người cứ cho rằng việc cứ ca ngợi là buộc muốn rằng chúng ta phải mua vũ khí của Mỹ, tất cả cái gì của Mỹ cũng đều tốt cả. Khi xảy ra chuyện đó thì chúng ta xử lý ra sao? Tôi muốn nói rằng đây là một bài học cảnh giác. Cái chuyện đấy là đảng và nhà nước, đúng anh? Không, anh đúng, đảng và nhà nước hiểu rõ, nhưng ở trên cộng đồng mạng này em đọc ở một số diễn đàn họ nói như vậy, thì em chia sẻ với cái bài học này anh Bằng Nguyễn ạ. Mục đích em nó là như thế chứ không phải là đó, thì em nói tóm lại nó là như vậy đó. Thôi em biết rằng là thôi em nói như thế, cái anh có thể là chưa hiểu được ý của em dẫn dắt. Không, anh gọn là như anh hiểu mà, tức là bây giờ tức mình mua vũ khí của thằng này, nhưng mình phải cảnh giác nó sẽ giữ một số bí mật, đúng không? Hoặc là sau này ví dụ có vấn đề gì đấy Mỹ cấm vận chẳng hạn, lại vũ khí lại chẳng hạn, thì mình mua ở đâu? Ví dụ một số, bây giờ anh nói với em nhé, một số vũ khí của Mỹ từ ngày xưa đến giờ, từ hồi chiến tranh Việt Nam hiện nay vẫn còn ở tổng kho trong mình, cho nên là ví dụ mình mua những cái thiết bị đó mình về mình lắp ráp lại, hoặc là mình sửa chữa lại cái vũ khí gì kia mình vẫn dùng tốt mà. Đấy, tôi hiểu ý chứ. Rồi ok, xin mời. Dạ ấy, em muốn nói rằng là thì qua đó đối với chúng ta, đối với người dân chúng ta phải hiểu được, là thông cảm cái điều đó với nhà nước, phải biết đối với đảng với nhà nước, chứ đừng có nói rằng một số, đừng có nghe cái sự tuyên truyền của một số cái bọn ba qua bên ngoài, cái bọn phản động, và thậm chí những cái người mà cứ đặt Mỹ lên đầu trên cổ mình á, là cứ cái phải là cái gì là cũng phải là của Mỹ, đến vũ khí cũng là của Mỹ. Khi xảy ra tình huống rồi, lúc đó chúng ta mới biết được cái giá trị, rằng là cái bài học đối đảng với nhà nước, cái nêu cao tinh thần cảnh giác nó ở chỗ nào. Đúng. Mục đích cuối cùng là em muốn chia sẻ với mọi người qua một cái câu chuyện lịch sử nó là như thế. Thôi em cảm ơn anh Bằng. Rồi xin cảm ơn. Rồi xin cảm ơn. Cảm ơn chú Huỳnh. Vâng, Phát Capital, tôi chỉ biết là năm ngoái có một tổ chức thuộc chính phủ Anh, người ta đưa ra tức là 140 nước trên thế giới về khảo sát về chỉ số hạnh phúc, trong đó có như là Mỹ, Việt Nam đứng thứ 5 về chỉ số hạnh phúc, mà trong đó Mỹ là đứng thứ 105 trên 140 nước. Rồi Hà My đâu, anh sẽ mời Hà My lên. Tất nhiên rồi, cái chuyện này đảng và nhà nước ta bây giờ, ví dụ như bạn Nuli, bạn vừa nói, bạn nói cái câu này, cái nắm đấm đằng sau thì nói chung nó hơi quá, nhưng mà nói chung là trong tất cả các quan hệ của quốc tế đều phải cảnh giác hết. Rồi mời Phạm Trâm. Rồi xin mời chị Võ. Đang thêm chị Võ. Rồi anh chị em.
Rồi em nha. Hồi nãy là Châu Lá Quỳnh lên thì chia sẻ về bên cái chuyện vũ chiến khí tranh hồi xưa. À, vũ khí hồi xưa thì em bây giờ em chia sẻ thì bây giờ nói chung ai cũng muốn cái đất nước mình để hòa bình. Thì chia sẻ hiện tại á, là bây giờ là tù chống cộng cực đoan. Nói chung là tù chống cộng cực đoan. Thì nó muốn là thì cũng nằm chung hết tất cả. Xưa và nay tụi chúng nó là muốn là lập cũ lại như hồi xưa. Thì đất nước của mình bây giờ hiện tại ở ở đất nước của mình giờ hiện tại là mình sống trong đất nước là mình tự hiểu. Bây giờ mình quốc qua hiện tại, chuyện lịch sử thì mình đã đi qua rồi. Đó, lịch sử qua rồi. Bây giờ dân mình đứng dậy, lịch sử của mình là bây giờ là hiện tại bây giờ đất nước mình rất là hòa bình và cuộc sống mình sẽ nêu lên thôi. Bây giờ tối ngày nó nói là chống cộng và đất nước của mình đó là sắp chết tới nơi. À, sắp chết tới nơi. Với là bán cho Tàu và bán cho cộng. Bây giờ đất nước Việt Nam của mình, dân dân của mình rất là êm ấm. Êm ấm ai cũng để nhìn nhận để thấy hết. Bây giờ cái tù chống cộng đó nó cần gì biết không? Nó cần để giống như là cái dạng cái đa nguyên và đa đảng. Là ngày mấy ngày hôm nay là Hà My, chính bản thân Hà My lên diễn đàn của thằng Thắng Thái luôn á. Lên khịa, lên ngồi 20 phút luôn. Lên ngồi 20 phút luôn. Vâng của nó là tụi nó là muốn lật. Sẽ làm. Em chia sẻ, anh mở cửa cho cháu nhé. Dạ, dạ rồi. Ai sẽ làm lật đổ chế độ, ai sẽ làm một gương cho tôi thấy người nào làm tốt hơn đảng và cộng sản. Đó là mình lên mình nói sự thật. Đảng và cộng sản. Để cho dân dân của chúng tôi thấy cái đó. Các anh khi chống cộng các anh chống cộng mà đầu óc của các người lên đây toàn là chữ tục và tiểu và cả dân dân tuổi ở đây là bây giờ là làm ăn và an ninh của Việt Nam bây giờ là cả đất nước của tôi đều rất là hòa bình. Dân dân tôi đời sống và ấm no trong một cái phần nhỏ. Nhiều người họ không thích chế độ và không phải là ai đều cũng giàu có và ấm no hết. Điều cả hoàn toàn cả trên đất nước Việt Nam phải có mặt trái và mặt phải. Nói mà hoàn toàn 100% là tôi chính xác. Chính nó đưa lên nêu lên. Họ nói 100% gọi là kia là 100% ấy. Thì tôi nói là vậy thì anh đưa 100% tại bánh mì. Không có ai ngủ ngoài đường và không có ai ăn xin ngoài đường. Nếu anh đưa lên, anh đưa lên đi. Nếu mà đúng như vậy á thì tôi ở đây tôi mới chịu chấp nhận như vậy được. Thì những người cái đó họ tới ngày nào họ chống cộng. Nói chung là cả diễn đàn từ hải ngoại và những người chống cộng cực đoan, họ chỉ đưa cái mặt, họ đưa một cái mặt đẹp của bên mình chứ họ không đưa mặt trái. Mà hiện tại ở Việt Nam mình có mặt trái và mặt phải. Nói mà đất nước mình hoàn toàn 100% không bao giờ đúng. Cả đất nước mình cũng ai giờ 100% hết. Nghèo giàu đều có. Nhưng có cái là đất nước mình đang phát triển đi lên. Cái hồi xưa rất là nghèo mà bây giờ đất nước của mình là xóa đói giảm nghèo rất là cao. Rất là cao lắm rồi. Rất là cao luôn. Rất là cao. Thì mình đừng có lấy mà mì và Việt Nam mà so là không công bằng. Thì tụi đó lên Việt Nam toàn nó so với mì và châu Âu. Mình thấy không có đúng. Đấy, mà không đúng. Cái chiến tranh, họ còn gửi những cái tôi, những cái like nói chiến tranh đã qua thì ai cũng mất mát. Tụi đây tôi chia sẻ. Ai cũng mất, tôi cũng nói đổ thừa cả Việt Nam Cộng Hòa. Cộng Hòa cũng mất mát và Cộng sản cũng mất mát. Mà cả trong đó là cả dân dân tôi càng mất mát nhiều hơn nữa. Toàn thể nhân dân Việt Nam là còn mất mát nhiều hơn các người nữa. Thì các người cứ tối ngày cứ tranh đấu. Còn tôi dân dân ở đây tôi chịu tội à. Tôi không theo đảng nào hết. Tôi không phải theo. Một tôi bây giờ tôi theo những cái đảng nào cộng sản làm cho tôi, dân dân tôi và yên bình và hạnh phúc để sống. Càng ngày tư tưởng tôi thoải mái để tôi làm lo cho gia đình và con cái trong đất nước của tôi để xây dựng đất nước. Hòa miền các người là nói là yêu thương đất nước. Mà các người yêu thương đất nước bạn, các người có hiểu cái chữ yêu thương đất nước như thế nào không? Yêu thương đất nước không phải là lật đổ chế độ, đúng, đồng ý. Họ nói tôi là ôm chế độ. Tôi phải ôm chế độ. Tôi ôm chế độ là chế độ này lo tôi thấy trong đất nước và hòa bình, tôi phải bảo vệ cái chế độ này. Có chế độ này lo cho tôi yên bình, tôi mới bảo vệ chế độ này. Mà chế độ này mới bảo vệ lại trong đất nước này nhá. Nên như tôi nói những người chống cộng cực đoan, họ nói tôi bưng bô chế độ, nhưng chế độ này làm cho đất nước của tôi càng ngày càng phồn vinh lên, giữ yên bình cho đất nước tôi. Tôi phải bảo vệ chế độ này. Khi đó chế độ này mới bảo vệ đất nước này. Đó là hai dân và chế độ để mà góp sức để nhau để xây dựng lên đất nước. Chứ không phải là yêu chế độ này mà lật đổ chế độ. Một người sai không thể nào vỡ đũa cả nắm. Một người nào sai để cho một người đó thôi.
Thì trong những cái tụi chống cộng cực đoan này, khi mình mà theo dõi rồi á, mình mới hiểu chủ tụi này nó chỉ áp đặt vào chế độ. Tôi nói chế độ, tôi không quan tâm chế độ như thế nào, mà tôi quan tâm chế độ hiện tại bây giờ, lo cho đất nước và dân dân tôi yên bình và phát triển đi lên. Tôi chỉ mong như vậy thôi. Họ nói tôi sẽ bỏ bọc chế độ này, tại vì cái chế độ này họ lo cho đời sống và dân dân của tôi hiện tại, đất nước Việt Nam của tôi rất là yên bình và kinh tế phát triển đi lên. Từ cái nghèo hồi xưa Việt Nam mình đứng thứ nhất và thứ nhì của thế giới, mà đất nước mình bây giờ vượt trội lên như thế nào cả thế giới, và họ công nhận Việt Nam mình. Thì tại sao tôi không bảo vệ chế độ này? Tôi bảo vệ chế độ này thì chế độ nó mới bảo vệ dân dân chúng tôi. Hai cái đều song song với nhau. Đừng có đặt tôi là bảo vệ được chế độ. Họ các người yêu nước. Yêu nước không phải là nghĩa là lật đổ chế độ. Mình yêu nước thì mình phải góp sức với chính quyền và chính phủ để mình xây dựng đất nước đi lên, chứ không phải là yêu chế độ mà lật đổ chế độ. Ví dụ cái độc tài chế độ này không được thì mình lật đổ. Cái chế độ nào mà không vừa ý thì mình cứ lật đổ hoài à. Lật đổ biết khi nào mà đất nước mình xây dựng đi lên. Cứ lật đổ mà mình thích, mình cứ đạp đổ chế độ này, không khác tự nhiên mình chôn vùi cuộc sống. Đấy. À xin lỗi. Chứ có một bát già. À, xin lỗi em, anh nói với em câu này. Bây giờ ví dụ mình là những người dân trong nước, nói chung là những người dân trong nước của chúng tôi chỉ cần sống trong một cuộc sống yên bình, ấm no và hạnh phúc, đúng không? Và sống trong một đất nước coi như là thống nhất, độc lập và tự do. Những cái điều đó hiện nay những đúng. Ai làm cho chúng tôi, đúng không? Đó là những người cộng sản, đúng không? Làm cho đất nước thống nhất, độc lập tự do, làm cho cuộc sống của chúng tôi hiện nay yên bình và kinh tế của chúng tôi càng ngày càng đi lên. Đúng. Thì nói chung là chúng tôi phải yêu đúng chế độ này và chúng tôi bảo vệ chế độ này, thế thôi. Đúng. Tại vì sao mà dân dân tôi phải bảo vệ chế độ này? Thằng Trinh Nguyễn mình biết này, mày đó. Em mấy ngày nay em vô đào thằng Tân Thái. Họ khư khư với họ nói, cứ nói là bảo chế độ. Cái chế độ nào? Bất cứ đa nguyên đa đảng. Nhiều đảng. Mà không lo cho dân tôi êm ấm tối ngày sao sao. Thì cái đảng đó cũng không ít lời, vì với dân dân của chúng tôi chẳng qua là họ để giành nhau để chức vụ. Còn đảng cộng sản mà vẫn lo cho đất nước của tôi phồn hoa lên, dân dân tôi cuộc sống no và hạnh phúc. Còn mà cái nói mà cái họ nói chỗ nào cũng có nghèo có giàu, nhưng giảm như thế nào, nhưng giảm lại như thế nào để đất nước xây dựng lên, cứ áp đặt tôi người các người ở bên Mỹ và hải ngoại, cứ áp đặt từ Mỹ và hải ngoại mà áp đặt về Việt Nam, tôi không thấy chấp nhận, không công bằng. Tại các người là sống bốn cái thằng ca trần mình. Tao nói một cái thằng, tao nói là ca trần trước khi tao cho mày xuống hầm cầu, tao nói mày nhé, cho nên là chúng mày thuộc dạng coi như là ba que. Tao nói chúng mày là ba que là đúng thôi. Bây giờ bản thân nhé, ví dụ như ông Diệm, ông Thiệu, ông Diệm chẳng hạn, đúng không? Mà chúng tao còn để này, nhân dân còn phải canh chỗ ngủ cho ông ấy yên lành trên nghĩa trang Lái Thiêu này. Bây giờ chúng mày coi như là những cái trò này mà chúng mày đòi, coi như là nhân dân chúng tao theo chúng mày, cho mày xuống cầu luôn, mất dạy, đúng không? Những người thằng Cai Trần, những người đã khuất rồi, đúng không? Thì nói chung là đấy là cái đạo lý của người Việt Nam, mình không bao giờ mình nhắc lại nữa mà mình thù hận nữa. Đấy, rồi xin mời em đi. Nói cái mà thù hận này, bởi các người là tại vì sao? Đầu óc các người không mở. Miền thì lúc nào nói là văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa. Đối với đất nước Việt Nam ở đây, chưa bao giờ. Rồi mình lúc cai dần cứ phân biệt là ra Việt Nam Hòa là các người có ý đồ, là có cái ý đồ. Rồi không được, giọng sập rồi. Hùng Diêu Linh có muốn xin lên không? À, lên đi. Rồi được rồi. Nghe chưa anh? Đấy, Hùng Diêu Linh đấy, rồi nghe rồi. Hùng Diêu Linh muốn xin lên thì ok tôi mời. Em sẽ xuống, em nắm một khúc thôi. Nhất là cái anh Hùng Lưu Linh này. Cái anh Hùng Lưu Linh muốn lên phải không? Em sẽ nói, tại vì em nghe cái anh Hùng Lưu Linh này rất là nhiều. Để cho em tao một nói vài xin, câu xin, rồi em để em đi xuống rồi để xin lỗi thằng Di Minh Nguyễn như này. Một đất nước tao nói là bây giờ chỉ cần khoảng độ 20% chống lại cái chế độ này thôi thì là chúng là chế độ sụp đổ. Nhưng hiện nay phần lớn nha, tao nói phần lớn những người dân Việt Nam yêu đất nước này, yêu tổ quốc này, và nhất là yêu cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đúng không? Tao thấy bây giờ mày thấy không,
cái chính quyền Ngụy Sài Gòn có làm được điều gì cho dân trong nước không? Hay toàn cái loại mà coi là làm sai sai ăn bám Mỹ thôi. Sao cuối cùng chỉ nghe mấy tiếng pháo quả coi như là quân giải phóng Việt Nam coi như là chạy tụt quần sang Mỹ rồi. Chị chúng mày được được cái gì? Rồi. Anh ngăn lại đi cho em nói bên Hùng Lưu Ly với mấy người này nè. Các người chống cộng cực đoan á, là cả nhất là những người trong nước là Hùng Lưu Linh, tôi đọc đàng hoàng nha, Hùng Lưu Linh là sống trong nước và ngoài Hà Nội ha. Hải Phòng. Ngoài Bắc. Nói ngoài Phòng luôn. Anh Hải Phòng, cũng như là cho trong nước đi. Anh là sống người trong việc đất nước Việt Nam mình, là anh là lớn tuổi nhất, nhiều nhất. Đấy, là ít nhất cũng gần bằng tuổi anh Bằng hoặc là ngang tuổi anh Bằng, tôi cho đại khái vậy đi. Anh biết cái lịch sử của đất nước Việt Nam mình như thế nào và cuộc sống dân dân Việt Nam mình cực khổ như thế nào và nhục nhã đất nước Việt Nam mình như thế nào, là người ta đã chèn ép trong đất nước Việt Nam thế nào. Mà các anh, tôi đáng buồn nhất những người mà lớn tuổi bây giờ theo những cái thằng mà chống cầm cực đoan và cực ngu, cầm cái lá cờ ba sọc và từng bán nước trong đất nước của Việt Nam mình. Chính bản thân tôi không ai chà đạp, không ai nhồi nhét gì trong đất đầu của tôi, nhưng mình biết là cuộc sống Việt Nam mình bị người ta đô hộ và người ta bước vào trong đất nước của mình như thế nào. Đối với tôi không bao giờ chịu nhục ở chỗ này. Nhưng con người mình đàn ông, đất nước mình bây giờ là độc lập và tự do và hạnh phúc, là con người mình già, mình lớn rồi, mình phải tự lo và tự lập bản thân, mình tự làm chủ bản thân, không ai để mà níu kéo mình. Và tôi nói cho anh Hùng Lưu Linh, bữa nay tôi sẽ nói cho anh nghe. Anh hên lên diệt đàn của thằng chồng, anh rất nói xấu về chế độ. Cái chế độ đúng, tôi không bưng bít. Ai cũng có và điểm xấu và điểm tốt, chính bản thân anh còn chưa tốt, anh làm chưa tốt đi, đã anh nói chế độ xấu chế độ, đúng không? 10 bàn tay phải có ngón ngắn ngón dài, có người mình sống. Mình phải biết cả cộng đồng, chứ phải riêng bản thân anh đâu nha. Mình sống vì cộng đồng, chứ không vì bản thân. Anh chỉ biết là bản thân anh không thích một cái địa phương nào đó, anh gom cả chế độ là không có được. Mình sống vì cộng đồng, cái chỗ nào không đúng thì mình lên nêu để góp ý kiến. Chứ anh không thích một cái khu vực của anh ở mà anh nêu lên chế độ, anh nói xấu cả đất nước và cả đất nước mà cả chế độ, là anh phải xứng đáng con người Việt Nam hay không? Đó, tôi nói cho anh là một người lớn nhất phải biết cái vị tha, các anh mới nói được là thương dân dân và đòi cho dân dân. Còn anh chưa có đủ tư cách để đòi cho dân dân Việt Nam này hoặc là đòi quyền lợi cho dân dân. Mình biết có vị tha là một, nhưng là anh sống trong một cái chế độ khi hồi xưa là đã chiến tranh đất nước mình như thế nào. Tôi đây, cái gì cầm lên được phải bỏ được. Người đàn ông sống vì cộng đồng chứ không phải vì bản thân mình. Không thích một người mà đòi lật đổ cả đất nước, họ nói xấu cả đất nước mình và chà đạp dân tộc, mà đi theo cái lá cờ ba que sọ la, mà cái lá cờ ba que sọ la đã chết rồi mà đã sống nhục nhà, đã bán đất nước và dân tộc. Đối với tôi là anh Hùng Luân nè, tôi nói để cho anh lần sau lên diệt đàn thằng bé rừng chột. Anh nói tôi không cái con vô học, phải không? Anh nói tôi là không có học thức. Cờ với anh hả, anh học 3.000 sau anh cũng không mua cái bạc danh dự của tôi được, mà anh là bán cái danh dự từ lâu. Anh bán lương tâm cờ với tôi, anh lên diệt đàn, anh nói con cái, là mình cũng có học. Cái thằng Xin Minh Nguyễn này, mày có, mày giỏi, mày muốn mày lên đây mày tranh luận thì sợ. Ok, cái kênh các người vẫn cho lên, nhưng các người đừng bao giờ nói cái chữ mà yêu thương. Các người cầm lên được, thả được á, thì các người mới nói được. Còn cầm lên mà còn cái mà nhỏ nhen thì đừng bao giờ nói cái chữ yêu dân tộc Việt Nam. Đó là các người yêu bản thân của các người, yêu bản thân, sống vì các người chứ không phải là vì cộng đồng hoặc vì dân dân Việt Nam, nghe chưa? Biết nói tôi cái chỗ nào không? Tôi nói chân nói nhỏ mà hiểu nhiều đó, mà nói ít mà hiểu nhiều là các mấy ông nội đấy nhé. Em chào tạm biệt cả nhà, rồi cho thằng Hùng Lưu Linh lên đi anh. Rồi, ok, cảm ơn em. Đâu nó đâu ra Hùng Diêu Linh có muốn lên không? Muốn lên ok, không Lan Sĩ Phạm ok đi, một trong hai người Lan Sĩ Phạm hoặc Hùng Diêu Linh, bất kỳ tôi mời bất kỳ bạn nào lên đây. Con cứ ngồi dưới chửi 1% yêu cộng sản với mấy phần trăm yêu cộng sản, lên đây tranh luận xem là chế độ Ngụy Sài Gòn làm được những điều gì cho đất nước Việt Nam, cho nhân dân Việt Nam, cho con người Việt Nam, đúng không? Cộng sản làm những điều gì cho nhân dân, cho đất nước? Đúng. Nhân dân Việt Nam hiện nay đang